chương 1759, thưởng kim lôi đài bắt đầu. Lúc này Lâm Yến Vũ, dùng danh nghĩa tán tu nhận được một phần danh ngạch phân lôi chủ từ tay Giang Trần. Cũng danh chính ngôn thuận hội họp với Giang Trần. Lâm Chí Vinh kia không có trở thành tổng lôi chủ, lại quấn quýt, quấn chặt Giang Trần muốn Giang Trần cho hắn một vị trí phân lôi chủ. Giang Trần cũng không chịu nổi tên ra hỏa mặt dày này, cuối cùng nể mặt chút giao tình giữa hai người mà cho hắn một danh ngạch. Ba ngày qua đi, 18 danh ngạch của Giang Trần rốt cuộc chỉ có tuyển 12 người, sáu người còn lại, Giang Trần dứt khoát thuận tay đưa một phần nhân tình cho vô song đại đế, hắn nói, vô song tiền bối, còn có sáu danh ngạch, ta cũng không định tuyển chọn. Vô song tiền bối nếu như có người chọn lựa phù hợp thì có thể đề cử, sáu danh ngạch này tùy ý tiền bối chọn lựa. Vô song đại đế hơi có chút kinh ngạc, một vị trí phân lôi chủ kỳ thực cũng là một nơi kiếm chắc được khá tốt. Bao nhiêu người đều chen tới mức vỡ đầu cũng không tranh thủ được một vị trí. Người trẻ tuổi kia không ngờ lại trực tiếp đưa cho hắn sáu danh ngạch không nói tới cái khác chỉ đơn giản bằng vào phần khí độ này từ tận đáy lòng vô song đại đế đã cảm thấy phục còn trẻ như vậy mà đã có khí độ như thế không làm cho người ta ưa thích mới là lạ vô song đại đế cũng không từ chối hắn cười cười nói đã như vậy lão phu thay ngươi thu xếp hai danh ngạch còn bốn danh ngạch lại ngươi nhìn xem bên thanh phượng đan vương và vương học thông đại sư có người nào cần tuyển hay không vô song đại đế biết rõ ràng trần muốn đền đáp hắn hắn cũng không có khả năng thực sự thu lấy sáu danh ngạch của đối phương hắn nghĩ thay cho Giang Trần, hắn cảm thấy để cho Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông, đại sư cũng nếm một chút ngon ngọt, như vậy nhân tình mới làm toàn diện. Giang Trần thấy Vô Song Đại Đế như vậy, biết rõ Vô Song Đại Đế cân nhắc thay mình cho nên lập tức gật đầu, cũng có thể, vẫn là Vô Song tiền bối chu đáo. Thanh Phượng Đan Vương với tư cách là chuẩn đan, đế có thể xếp vào 36 người trong danh nhân đường ngàn năm có một. Nhân mạch ở Đan hòa thành vô cùng sâu rộng. Cho hắn hai danh ngạch, tự nhiên hắn có thể nhẹ nhõm sắp xếp còn có thể thu được một nhân tình, tự nhiên vô cùng mừng rỡ, đối với Giang Trần càng thêm thưởng thức. Vương học thông đại sư cũng không ngoại lệ, nghe nói Giang Trần đưa cho hắn hai danh ngạch để hắn sắp xếp. Vương học thông cũng thật cao hứng, cảm thấy trên mặt như có ánh sáng. Quan trọng nhất là có danh danh ngạch như vậy, cớ sao mà không làm, có ba tiền bối hỗ trợ, 18 phân lôi chủ của hai tổng lôi chủ bên Giang Trần, cuối cùng cũng gom góp đủ số. Đợi Giang Trần chọn ra tất cả các phân lôi chủ, bên tịnh phần điện cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, thưởng kim lôi đài cứ như vậy mà bắt đầu. Chín tổng lôi đài theo như vị trí mà sắp xếp, phân bố ở bốn phía quảng trường của tịnh phần điện. Vô song đại đế đứng đầu, theo sau đó là thanh phượng đan vương, kế tiếp là vương học thông đại sư. Bởi vì Giang Trần có thân phận vạn uyên đảo cho nên xếp thứ tư, gần với ba đại tiền bối kia. Lĩnh vực võ đạo, lĩnh vực đan đạo, còn có. Lĩnh vực tổng hợp, mỗi một lĩnh vực lôi đài đều không giống nhau. Như vậy người treo nhiệm vụ cũng có thể trực quan biết rõ lĩnh vực mà mình muốn kiếm ở đâu thưởng kim lôi đài tổng cộng có 15 ngày, thời gian cũng không hề dài. Cho nên thưởng kim lôi đài ngay từ đầu bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Loại cơ hội như thưởng kim lôi đài này không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến lên. Mỗi một người trước khi nói ra vấn đề cũng phải thông qua rút thăm, rút chúng mới được lên, không có rút chúng, chỉ có thể đợi cơ hội lần sau. Bầu không khí rất nhanh đã trở nên vô cùng sinh động. Giang Trần một mình độc chiếm hai vị trí tổng lôi chủ, cũng khiến cho hắn trở thành một tiêu điểm của thưởng kim lôi đài nhưng mà bởi vì hắn còn trẻ cho nên rất nhiều người không quá coi trọng hắn cho nên rất nhiều người khi đạt được cơ hội nêu vấn đề ra lựa chọn đầu tiên chính là ba vị tiền bối kia lĩnh vực võ đạo tự nhiên là lựa chọn vô song đại đế đầu tiên mà lĩnh vực đan đạo tự nhiên là chọn thanh phượng đan vương lĩnh vực tổng hợp thì vương học thông đại sư được hoan nghênh nhất điều này cũng đúng so với bản tính con người bình thường dù sao bất luận lĩnh vực gì đều chú ý lai lịch chú ý một chút quyền uy ba đại cao thủ này ở lĩnh vực khác nhau đều đại biểu cho quyền uy cao nhất của kim thưởng lôi đài lần này điểm này giang trần cũng không có ghen ghét đối với một ít vấn đề nhỏ hắn cũng không quá để bụng không ngừng có một ít vấn đề nhỏ rơi vào trên hai lôi đài của hắn giang trần căn bản khinh thường trả lời toàn bộ giao cho những phân lôi chủ phía dưới đáp lại nhất là phương diện đan đạo trên cơ bản giang trần đều giao cho lâm yến vũ đi xử lý điều này cũng khiến cho lâm yến vũ trở thành phân lôi chủ bận rộn nhất trong những phân lôi chủ dưới trướng giang trần về phần lâm trí vinh giang trần âm thầm quan sát một chút tiểu tử này cũng có tài hoa khá sâu quan trọng nhất là tri thức của hắn ta cũng tạp mặc kệ ở phương diện nào hắn ta đều có thể đưa ra một ít giải thích độc đáo chỉ là người tới tham dự thưởng kim lôi đài này đại đa số vẫn là vấn đề trên phương diện võ đạo và đan đạo lĩnh vực tổng hợp tuy rằng cũng có thế nhưng tương đối ít một chút bận rộn nhất chính là bên lôi đài của vô song đại đế mặc dù giang trần cách vô song đại đế mấy điểm thế nhưng nhìn tư thế chúng nhân vây quanh lôi đài của vô song đại đế hắn cũng biết rõ lực hấp dẫn của đại đế không gì sánh kịp coi như thanh phượng đan vương và vương học thông đại sư kia cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh với bên kia thậm chí giang trần còn hoài nghi những người này đi lên chưa chắc đã gì vấn đề gặp phải mà tới lôi kéo làm quen với vô song đại đế nhìn bộ dáng vô song đại đế rất kiên nhẫn cũng không bởi vì vậy mà nổi nóng mất kiên nhẫn trừ vô song đại đế ra bên thanh phượng đan vương cũng coi như bận rộn nhưng mà dường như thanh phượng đan vương cố ý thanh toàn cho giang trần khi bên kia bận rộn thường đẩy người qua phía giang trần nói giang trần là người trẻ tuổi tuyệt diễm là thiên tài mà thanh phượng đan vương hắn vô cùng khâm phục có thanh phượng đan vương đề cử rất nhiều người cũng ôm thái độ thử một lần chạy tới phía lôi đài của giang trần như vậy nhân số bên lôi đài của giang trần cũng chậm rãi nhiều lên tổng lôi chủ vấn đề của vị bằng hữu này không giải quyết được mong tổng lôi chủ người quan tâm một chút Lâm Yến Vũ dẫn theo một người đi về phía Giang Trần. Lâm Yến Vũ cũng biết vấn đề bình thường sư tôn khinh thường ra tay, cho nên vấn đề bình thường, Lâm Yến Vũ cố gắng giải đáp, dù hắn không giải đáp nổi, cũng phân cho những lôi chủ khác thuộc lĩnh vực Đan đạo. Chương 1760, tốc độ kiếm tiền, 1. Lần này hắn cơ hồ hỏi tất cả phân lôi chủ lĩnh vực Đan đạo, tất cả mọi người đều không có bất kỳ phần nắm chắc nào, cho nên Lâm Yến Vũ mới mang người này tới chỗ Giang Trần. Giang Trần nhìn vấn đề của người kia, Cấp bậc của vấn đề này không thấp, là thất cấp, thưởng tới 200 vạn thánh linh thạch, đây là nhiệm vụ cao nhất trong hai tổng lôi đài của Giang Trần tính tới hiện tại. Đây là vấn đề của một cửa hàng đào tạo linh dược. Giang Trần nhìn một chút, trong lòng đại khái đã hiểu rõ. Vấn đề này ta có thể giải đáp, nhưng mà cấp bậc của vấn đề này vẫn không đủ. Đây là một vấn đề liên quan tới việc bồi dưỡng linh dược, hàm lượng kỹ thuật rất cao. Yết giá của vấn đề thất cấp này là 200 vạn thánh linh thạch, nhưng mà Giang Trần cảm thấy vấn đề này tuyệt đối có thể so với vấn đề bát cấp nếu như là vấn đề thất cấp mà nói giang trần cảm thấy không có lợi thiệu tổng lôi chủ ta nghe nói thanh phương đan vương nói ngươi là thiên tài cho lão nhân ra mặt mũi tới nơi này chiếu cố chút sinh ý cho ngươi a à. người nọ nghe thấy giang trần muốn tăng giá trong lòng có chút mất hứng sắc mặt trầm xuống thanh âm rất là không vui giang trần cười nhạt một tiếng thanh phượng đan vương đề cử ngươi tới là hắn tin ta Ngươi cảm thấy không thích hợp thì có thể đi thử thời vận ở những tổng lôi đài khác. Có lẽ bọn họ sẽ chấp nhận mức giá này. Người nọ tức giận, không vui nói, không cần phải nói, không có chừng đổ tể, chẳng lẽ còn sợ không có thịt heo ăn sao? Giang Trần thấy người này đùng đùng nổi giận rời khỏi, hắn cũng không giữ lại. Ngược lại Lâm Yến Vũ kia có chút đáng tiếc nói, sư tôn, người có thể giải đáp vấn đề này sao? Giang Trần gật gật đầu nói, vấn đề này không đơn giản, thất cấp quá thấp, không có lợi, Chúng ta đã đứng ở trên lôi đài này, cũng không cần phải quá nhân nhượng, càng không cần phải tự hạ thấp giá trị của mình. Đây là nguyên tắc của Giang Trần. Trong mắt hắn, vấn đề kia tuyệt đối là bắt cấp, thù lao ít nhất phải 500 vạn thánh linh thạch. Chỉ có 200 vạn thánh linh thạch đã muốn hắn giải đáp. Giang Trần không cảm thấy kỹ thuật của mình rẻ như vậy, hơn nữa hắn dám cam đoan, những người khác chưa hẳn đã có thể giải quyết được vấn đề này. Cho dù người có thể giải quyết, vậy cái giá tuyệt đối không thấp hơn 500 vạn thánh linh thạch. Lâm Yến Vũ xưa nay rất tôn sùng sư tôn, tuy rằng hắn cảm thấy cứ như vậy, mà bỏ đi 200 vạn thánh linh thạch rất là đáng tiếc, thế nhưng sư tôn đã nói như vậy tự nhiên có đạo lý của sư tôn. Dù sao thưởng kim lôi đài tới hiện tại không thiếu vấn đề. Rất nhiều người xếp hàng ở bên ngoài, muốn vào cũng không có cơ hội tới a. À, bọn họ căn bản không cần phải lo không có khách hàng. Mới bắt đầu có bao lâu chứ? Chưa tới hai thời thần, hai tổng lôi đài đã tiếp đãi không dưới 30 người, số lượng thánh linh thạch đã vượt qua ngàn vạn. Theo như loại tốc độ này, trong vòng nửa tháng, thu nhập nhất định vô cùng phong phú. Cấp bậc vấn đề của thưởng kim lôi đài tổng cộng có 10 cấp. Nhất cấp thì thủ lao khoảng chừng 6 vạn thánh linh thạch, nhị cấp là 10 vạn thánh linh thạch, tam cấp là 20 vạn thánh linh thạch, tứ cấp là 30 vạn thánh linh thạch, ngũ cấp thoáng cái tăng lên 60 vạn thánh linh thạch. Về phần lục cấp bỗng nhiên tăng mạnh tới 100 vạn thánh linh thạch, đến thất cấp là 200 vạn, bát cấp là 600 vạn cử cấp trực tiếp tới 1006 vạn thánh linh thạch. Mà thấp cấp là vấn đề trí tôn, là vấn đề cấp kim cương. Chỉ có 3 ngày cuối cùng mới xuất hiện, những vấn đề này mỗi một vấn đề đều có độ khó vô cùng lớn. Dùng để áp trục 3 ngày cuối cùng. Vấn đề thập cấp, thù lao thấp nhất là 3.600 vạn thánh linh thạch. Đây chỉ là thù lao thấp nhất, chẳng khác gì chỉ là giá khởi điểm. Về phần cao nhất sao, chỉ có 4 chữ, không ngừng lên trên. Cho nên vấn đề thập cấp, vấn đề cấp trí to on này mới được coi là Bộ phận đặc sắc nhất thưởng kim lôi đài là thứ áp trục. Hiện tại những vấn đề trong 12 ngày đầu tiên này chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Nói trắng ra chính là để cho những tổng lôi chủ kiếm chút tiền lẻ, quan trọng nhất là để cho những phân lôi chủ kia kiếm chút tiền lời. Tổng lôi chủ bình thường tự thị thân phận, ngay từ đầu sẽ không ra tay. Dù sao vấn đề mà phân lôi chủ giải đáp được cũng nên phân một nửa cho tổng lôi chủ. Tổng lôi chủ chỉ cần nhận được chức vị này, chẳng khác nào là có thể ngồi ở chỗ đó chờ chia tiền dù một nhiệm vụ hắn cũng không làm cũng có thể nhận được thù lao xa xỉ chỉ là mọi người đều biết muốn cạnh tranh chức vị tổng lôi chủ độ khó vô cùng lớn cơ hồ không thể nào cạnh tranh được hơn nữa cạnh tranh chức vị tổng lôi chủ cần tiền đặt cọc rất lớn nếu như không có cạnh tranh thành công còn bị khấu trừ mất một thành tiền đặt cọc cho nên rất nhiều người tình nguyện lựa chọn làm phân lôi chủ phân lôi chủ tùy rằng kiếm được bao nhiêu phải phân một nửa cho tổng lôi chủ thế nhưng bọn họ không phải chịu một chút nguy hiểm nào đây là sinh ý không tốn một xu a, Yến Vũ, con trở lại phân lôi đài của mình đi." Thoạt nhìn lần này cấp độ thưởng kim lôi đài đã vượt qua tưởng tượng của ta và con, sinh ý lần này tốt vô cùng. Giang Trần thấy Lâm Yến Vũ nhíu mày, dường như đang có chút tiếc nuối, hắn lập tức trấn an hai câu. "Người là Lâm Yến Vũ mang tới." Giang Trần biết rõ Lâm Yến Vũ tiếc một sinh ý lớn như vậy. Ánh mắt Lâm Yến Vũ nhìn về phía phương hướng người nọ rời khỏi, phát hiện ra người nọ quả nhiên đi tới thưởng kim lôi đài khác đừng nhìn cuối cùng nhất định hắn sẽ phải trở về chỗ chúng ta giang trần như đã tính trước nói quả nhiên không ngoài dự liệu của giang trần người nọ sau khi đi dạo mấy vòng phát hiện ra tổng lôi chủ khác đối mặt với vấn đề này của hắn không ngờ đều bó tay chịu trói rất nhiều người hoặc là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hắn hoặc là giao cái giá trên trời hơn nữa từ trong mắt những người này người nọ hoàn toàn không nhìn ra một chút hy vọng giải quyết vấn đề nào trong lòng người này cực kỳ phiền muộn chẳng lẽ không giải quyết được sao hắn đã đi khắp tất cả các tổng lôi đài lĩnh vực đan đạo lĩnh vực tổng hợp hắn đều đi hết thậm chí hắn còn trở về tổng lôi đài của thanh phượng đan vương thanh phượng đan vương nhìn vấn đề của hắn một chút cuối cùng vẫn đề cử hắn tới tổng lôi đài của giang trần chuyện này khiến cho người nọ có cảm giác khóc không ra nước mắt hắn vừa mới rời khỏi tổng lôi đài của giang trần trong nháy mắt đó tràn ngập giận dữ với giang trần thế nhưng giờ phút này hắn phát hiện ra mình còn phải đi cầu đối phương nhìn điệu bộ này ngay cả thanh phượng đan vương dường như cũng không nắm chắc. Chương 1761, cấp độ kiếm tiền 2. Bản thân thanh phượng đan vương cũng không nắm chắc, lại còn đề cử mình đi tới tổng lôi đài của tiểu tử kia. Điều này chẳng lẽ nói, thanh phượng đan vương cũng tự nhận không bằng tổng lôi chủ trẻ tuổi, thần bí này. Nói thật, nếu như có lựa chọn, hắn thà không chọn người này hơn. Thế nhưng mà cuối cùng hắn cũng không thể không chấp nhận sự thực này. Lần này, bắt buộc phải tới đó, không tới không được nhăn nhăn nhó nhó lại đi về phía tổng lôi đài của giang trần giang trần không có nói móc châm chọc chỉ lạnh nhạt cười mà thôi có chấp nhận hay không là chuyện của người ta giang trần cũng không thúc giục cũng không định nọt định bợ thiệu tổng lôi chủ người xác định ngươi có thể giải quyết vấn đề này chứ trên mặt tên mập mạp này còn lộ ra vẻ nghị kỵ vì tuổi tác của giang trần vẫn là câu nói kia quyền lựa chọn ở trong tay ngươi nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp sinh ý này cũng không miễn cưỡng ngươi Giang Trần cũng không giải thích cái gì, khuôn mặt béo tròn của người nọ run lên, mạnh mẽ cắn răng một cái, giống như đã quyết định, vậy thì làm, vấn đề bắt cấp 500 vạn thánh linh thạch đúng không? Người mập mạp bình thường vô cùng keo kiệt, mập mạp này cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này mập mạp này dường như quyết tâm muốn giải quyết vấn đề. 500 vạn thánh linh thạch đặt ở trên lôi đài, tay mập mạp này nắm chặt linh thạch, dùng thanh âm gần như gầm nhẹ, nói: "Thiệu tổng lôi chủ, thưởng kim lôi đài xưa nay không tồn tại vấn đề thành tín." Đây cũng là nguyên nhân mà ta vắt óc cuối cùng vẫn tới thưởng kim lôi đài. Nếu như ngươi thu tiền của ta, làm không xong chuyện, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tịnh phần điện cũng không bỏ qua cho ngươi. Giang Trần cũng nhìn ra, mập mạp này không phải là người không trả nổi 500 vạn thánh linh thạch này, thế nhưng mà có một ít người trời sinh đã keo kiệt. Nhìn tiểu tử này cầm 500 vạn thánh linh thạch giống như muốn lấy mạng hắn, Giang Trần vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy buồn cười bằng hữu, người thử tự hỏi lòng mình vấn đề này đâu chỉ là 200 vạn. Nói thật thu 500 vạn thánh linh thạch của ngươi vẫn là giá tương đối hữu nghị. Nếu như thái độ của ngươi không tốt một chút, tâm tình ta không tốt, khi đó ta sẽ tăng giá. Giang Trần cũng không có cảm giác mình nhất định phải làm bút sinh ý này, cũng không cảm thấy nếu như không làm bút sinh ý này hắn sẽ tiếc nuối. Người nọ nghe xong những lời này, lập tức sợ hãi, đừng, ngàn vạn lần đừng tăng, lại tăng đánh chết ta cũng không làm giang trần không nói hai lời cầm bút trong tay xoát xoát một lúc viết lên giấy một lát sau giang trần đem hạch tâm của vấn đề này viết ra kể cả vấn đề của linh dược kia kể cả vấn đề đào tạo kể cả vấn đề trị liệu cứ theo như trên này mà làm vấn đề tuyệt đối có thể giải quyết muốn đào tạo một số lượng lớn linh dược chân thánh cấp kỹ thuật vô cùng cao kỹ thuật của các ngươi không có vấn đề gì chỉ là trên phương diện chi tiết tỉ mỉ có chút vấn đề thường thường những chi tiết nhỏ nhặt này hay quyết định thắng bại vấn đề này kỳ thực cũng không khó tất cả kiến thức của linh dược sư chỉ có thể tổng kết lại bằng tám chữ người hiểu không khó người khó không biết giang trần ở phương diện đan dược là linh dược tuyệt đối được gọi là người toàn năng vấn đề ở phương diện này hắn có uy quyền tuyệt đối không ai sánh bằng kể cả thanh phượng đan vương ở phương diện này cũng không thể nào đánh đồng được với giang trần người nọ tiếp nhận tờ giấy của giang trần quả thực giống như ngơ ngẩn nói ngươi thực sự biết được đào tạo vân xuyên mộng thảo sao không có thì ta làm sao có thể giải quyết vấn đề cho ngươi. Giang Trần tức giận, cảm thấy câu hỏi này của đối phương là một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc. Người nọ càng nghe càng giật mình nói, nói như vậy ta nguyên nhân ta không có cách nào đào tạo ra vân xuyên mộng thảo. Nguyên nhân không phải là ở phương diện kỹ thuật, mà là ở phương diện chăm bón sao. Giang Trần cười nhạt một tiếng, dục tốc bất đạt, phân bón đối với linh thảo. Linh dược mà nói, đại bộ phận thời điểm quả thực có tác dụng xúc tiến. Nhưng mà có đôi khi cũng có hiệu quả trái ngược lại ngươi rõ ràng đã chăm bón quá mức khiến cho vân xuyên mộng thảo như vậy chỉ có như vậy thôi sao mập mạp kia vẫn có chút khó có thể tin được giang trần thản nhiên nói khi trở về ngươi không ngại thì có thể thử xem cho dù muốn cho thêm phân bón ngươi cũng chỉ có thể mỗi một ngày một đêm mới được tăng thêm mập mạp kia còn muốn nói điều gì giang trần lại khoát tay nói được rồi vấn đề đã giải quyết cho ngươi nếu có vấn đề về sau ngươi có thể đi tới tịnh phần điện trách cứ ta đây là thưởng kim lôi đài do tịnh phần điện chủ trì nếu như có vấn đề tự nhiên có thể đi tịnh phần điện trách cứ. Trong lòng mập mạp kia đã tin tới bảy phần. Chỉ là thoáng cái xuất ra 500 vạn thánh linh thạch, làm cho hắn bản năng không bỏ được. Hắn cảm thấy 500 vạn chỉ đổi lại được một tờ giấy cùng với mây câu nói, khiến cho trong lòng hắn vô cùng đau xót. Nhưng mà hắn cũng biết quy củ của thưởng kim lôi đài, cũng không dám ở nơi này dương oai. Cầm tờ giấy, mang theo một bụng tâm sự rời khỏi tổng lôi đài của Giang Trần. Tuy rằng Lâm Yến Vũ bề bộn trên phân lôi đài, thế nhưng hắn vẫn chú ý bên tổng lôi đài, thấy mập mạp kia quay đầu lại, ngoan ngoãn giao ra 500 vạn thánh linh thạch. Lâm Yến Vũ như mở cờ trong bụng, trong lòng càng bội phục, càng cảm thấy vẫn là sư tôn liệu sự như thần. Rốt cuộc vẫn là sư tôn A, một bút sinh ý đã 500 vạn, đủ để khiến cho chúng ta bận bịu rất lâu. Xem ra ta phải cố gắng lên. Kỳ thực Lâm Yến Vũ cũng không có nhàn rỗi, vấn đề của hắn rất nhiều. Bởi vì vị trí của phân lôi đài hắn gần với Giang Trần nhất, người khác trên cơ bản đều tìm vị trí đầu tiên, trừ phi vị trí đầu tiên này không có thời gian, mới không ngừng đi xuống những phân lôi đài ở bên dưới. Cho nên trên cơ bản Lâm Yến Vũ sẽ không thiếu khách hàng. Một ngày trôi qua, Giang Trần chỉ làm hai sinh ý, một vấn đề bắt cấp, một vấn đề thất cấp. Những phân lôi chủ trong tổng lôi đài của hắn đều có thu hoạch tương đối khá. Bận rộn túi bụi, tổng số thánh linh thạch ngày đầu tay thu được đã cao tới 6.000 vạn thánh. Linh thạch, tổng lôi chủ được phân một nửa, ngày đầu tiên Giang Trần đã có 3.000 vạn thánh linh thạch chảy vào túi kể cả hai vấn đề hắn giải quyết ngày hôm nay, thu nhập ngày đầu tiên của Giang Trần đã gần 4.000 vạn thánh linh thạch. 4.000 vạn thánh linh thạch đối với Giang Trần, mà nói cũng không tính là khoản tài phú lớn, nhưng mà số tài phú này cũng tới quá mức dễ dàng. Tốc độ kiếm tiền cực nhanh, thế cực kỳ mãnh liệt, làm cho bản thân Giang Trần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, mọi người đều biết, ngày đầu tiên rất người giao vấn đề chỉ là ôm thái độ thử một chút mà thôi. Kế tiếp, mỗi ngày so với ngày hôm trước còn náo nhiệt hơn. Chương 1762, việc xen giữa ngoài ý muốn. 1. Bởi vì thưởng kim lôi đài chỉ có thời gian 15 ngày, cho nên càng về sau thời gian càng ít, cơ hội cũng càng ít. Cho nên tất cả mọi người càng về sau càng gấp gáp, nhiều người tới hơn. Ngày hôm sau, tiền tới tay Giang Trần đã đạt tới 6.000 vạn thánh linh thạch. Ngày thứ ba đột phá, trực tiếp hơn ức. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, thu nhập tương đối ổn định, không sai biệt lắm với ngày thứ ba, chỉ loanh quanh ở định mức một ước tới một ước năm ngàn vạn thánh linh thạch. Ngày thứ bảy không biết bị cái gì kích thích, thưởng kim lôi đài này lần nữa náo nhiệt lên. Ngày hôm nay, không ngờ bên Giang Trần lại xuất hiện vấn đề cửu cấp. Trên thực tế bên vô song đại đế, mỗi ngày đều có vấn đề cửu cấp. Bởi vì có bốn chữ vàng vô song đại đế này, rất nhiều người đều tin tưởng vô song đại đế, cho nên những nhiệm vụ thượng đẳng, chỉ cần là võ đạo, trên cơn bản đều tìm vô song đại đế. Bên thanh phượng đan vương cũng tiếp nhận qua hai vấn đề cửu cấp, mà ngay cả vương học thông đại sư cũng tiếp nhận một vấn đề cửu cấp. Mà bên Giang Trần, mãi tới ngày thứ bảy mới nghênh đón vấn đề cửu cấp đầu tiên. Vấn đề này lại là vấn đề mà ngay cả bên vương học thông, đại sư cũng không có cách nào giải quyết. Đây là phương diện về linh thú. Người giao ấn đề là một đệ tử quyền quý của Đan Hỏa Thành, địa vị không tầm thường, tương đương với cấp bậc đại phiệt của Lưu Ly Vương Thành. Loại thiếu gia ăn chơi này, nhiều tiền, thế nhưng tính tình cũng không dễ chịu. Giang Trần nhìn đầu linh thú kia, Đầu linh thú này thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì, ánh mắt nhạy cảm, tứ chi mạnh mẽ có lực, toàn thân tràn ngập cảm giác lực lượng bạo tạc. Thiệu lôi chủ, bổn thiếu gia nghe nói tiểu tử người có thành tích rất tốt, trong lúc tuyển chọn tổng lôi chủ. Vương học thông đại sư cũng khen không dứt miệng về ngươi. Những lôi đài khác không thể trông cậy vào, hắn nói, nếu như người có thể giải quyết vấn đề của ta trong lần thưởng kim, lôi đài này thì nhất định là ngươi chứ không phải là ai khác. Bổn thiếu gia rất buồn bực, tuổi tác của ngươi cũng không sai biệt lắm với ta là bao. Có thể có được bao nhiêu bổn sự cơ chứ? Khiến cho lão nhân Vương Học Thông kia cũng khen không dứt miệng về ngươi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc cho hắn uống thứ gì vậy? Hay là nói, có phải hắn là con riêng của hắn hay không? Không thể không nói, loại thiếu gia ăn chơi này không biết nhìn người, chẳng những thái độ ngạo mạn, miệng còn đặc biệt thối, hoàn toàn không có ý định giữ mồm giữ miệng. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, các hạ tới cầu người sao? Sao ta cảm thấy như là ngươi tới bán miệng vậy? Tên thiếu gia ăn chơi kia cười ha hả, nói, một chút đùa vui ấy cũng không chịu được sao. Được được, coi như bổn thiếu gia nói sai. Tiểu tử ngươi nhìn xem, đầu thôn vân hổ của ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, thế nhưng mỗi ngày ta đều cảm giác nó có chút là lạ. Giang trần nở nụ cười khinh miệt ngươi trở về đi. Tên thiếu gia ăn chơi kia sững sờ, vẻ mặt bất thiện nói, có ý gì? Không có ý gì, ta không muốn tiếp đón ngươi, được chứ, đối với loại người quần là áo lượt như vậy hắn không có bất kỳ hào cảm nào đương nhiên hắn cũng nhìn ra được thế lực sau lưng tiểu tử này nhất định có địa vị cực cao ở đan hỏa thành đoán chừng ngay cả người tịnh phần điện cũng phải cho gia tộc hắn vài phần mặt mũi nhìn thấy thái độ của giang trần như vậy tiểu tử này lập tức dựng đứng lên nói tiểu tử ngươi ngồi ở đây bổn thiếu ra gọi ngươi một tiếng tổng lôi chủ rời khỏi đây ngươi ngay cả cái rắm cũng không được tính ở đan hỏa thành này ngươi định ra vẻ ngư bức với bổn thiếu gia a nếu như hắn ta ăn nói ngư bức như vậy thì giang trần cũng là người ăn mềm chứ không ăn cứng nhưng mà hắn ghét nhất loại tính tình như vậy hoàn toàn khiến cho giang trần không thoải mái là loại người giang trần ghét nhất lăn giang trần nói một chữ rất đơn giản chỉ có một chữ thế nhưng một chữ này giống như có khí thế lôi đình vạn quân giống như kim loại va chạm khiến cho bốn phía thưởng kim lôi đài dung chuyển nhìn thấy bên này có động tĩnh người phụ trách duy trì tịnh phần điện lập tức chạy tới nhìn thấy tên thiếu gia ăn chơi kia và giang trần có chút không đúng vội vàng đi lên khuyên can tên thiếu gia ăn chơi kia hiển nhiên đã điên nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua bên này hắn lại bị một kẻ bên ngoài quát vào mặt hắn cảm thấy mặt mũi mình đã mất hề hắn giận tím mặt đưa ngón trỏ lên chỉ về phía giang trần nói tốt 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 ngươi gọi là thiệu uyên đúng không bổn thiếu gia sẽ nhớ kỹ ngươi người phụ trách của tịnh phần điện vội tiến lên phía trước nói nam cung thiếu gia ở đây là thưởng kim lôi đài mong thiếu gia giữ tỉnh táo tên thiếu gia kia nổi danh là quần là áo lượt trong đan hỏa thành, tính tình bướng bỉnh, ngay cả mặt mũi tịnh phần điện hắn chưa chắc đã cho. Giữ cái rắm. Tiểu tử này có địa vị gì? Tịnh phần điện các ngươi tuyển lôi chủ thế nào vậy? Loại người không có giáo dục như vậy, không có trình độ như vậy sao có thể trà trộn vào đây? Lại chiếm lấy hai vị trí tổng lôi chủ. Loại xúc sinh thô lỗ này, lại dám vô lễ với bổn thiếu gia. Các ngươi nói khoản sổ sách này nên tính toán thế nào đây? Tên cao tầng tịnh phần điện kia vội nói, nam cung thiếu gia, yên lặng một chút yên lặng một chút cho ta mặt mũi cho tịnh phần điện ta mặt mũi a à. cho má cho người mặt mũi ai cho ta mặt mũi tên nam cung gì đó này mặt đỏ bừng nhìn tư thế hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ lúc này cao tầng của tịnh phần điện cũng không ngừng tới đây cao phó điện chủ nghe nói thưởng kim lôi đài có biến cố cũng nhanh chóng chạy tới nam cung hiền chất ngươi làm gì vậy cao phó điện chủ này có giao tình với tộc trưởng nam cung gia tộc của nam cung bình này quan hệ còn không kém đây cũng là nguyên nhân gì sao Nam Cung Bình này dám dương oai. Hắn cảm thấy Cao Phó Điện Chủ nhất định sẽ đứng bên hắn. Cao Bá Bá, tên tiểu tử này từ đâu bỗng nhiên xuất hiện vậy? Tên quê mùa này không có bổn sự, tình tình còn không nhỏ. Lại dám hô to gọi nhỏ với tiểu chất. Ngài nói xem, từ bé tới giờ Nam Cung Bình ta đã từng chịu ủy khuất như thế này chưa? Bảo ta lăn. Người ở Đan Hòa Thành có thể bảo bổn thiếu ra xéo đi quả thực không nhiều. Lắm. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì? Nam Cung Bình thực sự là người điên. Thấy Cao Phó Điện chủ xuất mã, hắn càng thêm kiêu căng không ai bị nổi, lại kêu la một trận với Giang Trần, thoạt nhìn tùy thời có thể xông lên vậy. Giang Trần nhíu mày, im lặng một cách thần kỳ. Mà hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Cao Phó Điện chủ. Hắn muốn nhìn một chút, Phó Điện chủ của tịnh phần điện này xử lý chuyện xảy ra trên thưởng kim, lôi đài thế nào? Bị người ta đả quán ở chỗ này, bọn họ sẽ có thái độ gì? Chương 1763, việc xen giữa ngoài ý muốn hai, cao phó điện chủ xấu hổ cười cười nói, Nam Cung hiền chất, có chuyện gì chúng ta bí mật nói. Thưởng kim lôi đài này là thịnh hội của toàn bộ đan hỏa thành chúng ta. Hiền chất cãi lộn ở nơi này, nếu để cho phụ thân hiền chất biết rõ, nhất định hắn sẽ rất mất hứng. Nếu không chúng ta nói chuyện một chút được không? Cao bá bá. Nam Cung Bình kia nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nói, người có ý gì? Lấy tay bắt cá đúng không? Tiểu tử này làm nhục ta. Người coi như không biết đúng không? cũng không phải cao phó điện chủ đứng về phía Giang Trần, mà dưới trường hợp như thế này hắn cũng không có biện pháp. Người ta dù sao cũng là tổng lôi chủ tịnh phần điện hắn chọn lựa ra, lại là một thiên tài chiếm hai vị trí. Huống chi về công về tư, cao phó điện chủ đối với thân phận vạn uyên, đảo hư hư thực thực của Giang Trần cũng có chút kiêng kỵ. Lúc này về công về tư, hắn cũng không thể làm ra hành động gì với Giang Trần. Bằng không mà nói, chẳng phải sẽ làm cho trong lòng tất cả tổng lôi chủ cảm thấy lạnh lẽo sao? dù sao từ tiếng nghị luận to nhỏ bốn phía có thể thấy được rõ ràng là thái độ của nam cung bình này không tốt vừa lên trên lôi đài miệng đã phun đầy phân cao phó điện chủ vô cùng hiểu nam cung bình này biết rõ đây không phải là thiện nam tín nữ cho nên càng không có khả năng nói chuyện vô nghĩa với hắn nam cung hiền chất chuyện này cho cao bá bá chút mặt mũi sau đó cao bá bá sẽ cho ngươi một câu trả lời thời gian của thưởng kim lôi đài quý giá nếu như ngươi tiếp tục làm ẩm ý như vậy Nam Cung Bình giận tím mặt, tình tính của thiếu gia triệt để bộc phát, tốt, tốt. Cao phó điện chủ, Nam Cung Bình ta xem như nhìn ra, người xưa nay cùng phụ thân ta xưng huynh gọi đệ đều là giả vờ, không thật tâm. Tốt, ngươi đã không chủ trì công đạo thay ta, vậy đừng trách ta không nhận trưởng bối là ngươi. Hiện tại ta còn muốn để cho tiểu tử này, biết được kết cục của việc đắc tội với Nam Cung Bình ta. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Nam Cung Bình. Thật là uy phong a, à tuy rằng ta không biết lão tử của ngươi rốt cuộc là nhân vật có số má tới đâu ở đan hỏa thành nhưng mà ta thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho hắn ngẫm lại người có thể xưng huynh gọi đệ với cao phó điện chủ cũng không phải là hỗn đản làm sao lại sinh ra được một nhi tử hỗn đản như ngươi được chứ giang trần nói những lời này ngay cả cao phó điện chủ cũng có cảm giác cùng chung nhận thức quả thực quan hệ của cao phó điện chủ và phụ thân của nam cung bình này không tệ thế nhưng mà đó chỉ là quan hệ cá nhân không liên quan tới chuyện công Nam cung Bình này càn rỡ không nói đạo lý, bộ dáng lỗ mãng. Nếu như không phải cao phó điện chủ thực sự có giao tình với phụ thân hắn, đã sớm gọi người trực tiếp ném hắn ra ngoài. Sao có thể nói lời vô dụng với hắn làm gì? Đệ tử đại phiệt thì thế nào? Tịnh Phần Điện là người phụ trách của những thế lực đế cấp trong Đan Hỏa Thành, thế lực khác cùng lắm là ngang hàng luận giao. Chỉ có người khác nhân nhượng Tịnh Phần Điện, chứ không có chuyện Tịnh Phần Điện nhân nhượng người khác. Nam cung Bình là quần là áo lượt, tự cho là đúng, mắt cao hơn đầu dường như cảm thấy trước mặt cao phó điện chủ hắn cũng có thể dương oai, nhưng hắn lại không biết kỳ thực trong lòng cao phó điện chủ vô cùng tức giận. mặc kệ thế nào, việc này bản thân nam cung bình sai, hắn còn mượn chuyện này để nói chuyện của mình. trong mắt cao phó điện chủ hiện tại mà nói, nam cung bình này quả thực không khác gì tới cuối rồi, đả quán cả. cao phó điện chủ, ngươi nghe rồi chứ? tiểu tử này chẳng những vũ nhục ta, ngay cả phụ thân ta cũng vũ nhục. ngươi với tư cách là phó điện chủ tịnh phần điện lại có quan hệ huynh đệ với phụ thân ta, chẳng lẽ định ngồi yên không để ý tới. Nam Cung Bình còn chất vấn Cao Phó Điện Chủ. Lần này triệt để khiến cho Cao Phó Điện Chủ tức giận. Sắc mặt hắn phát lạnh, Nam Cung Bình, bản điện nể mặt mũi phụ thân ngươi, cuối cùng khuyên ngươi một câu. Hiện tại rời khỏi bản điện còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nam Cung Bình từ trước tới nay cũng không phải là người dễ bị uy hiếp, hắn quê quá hóa khủng nói, ta không đi. Bổn thiếu gia không tin, một tiểu tử từ bên ngoài tới còn có thể leo lên, trên đầu đệ tử quý tộc của Đan Hỏa Thành, "Tiểu tử, cho dù ngươi là Long, cũng phải cuộn trò cho ta, là hổ cũng phải nằm sấp. Đây là Đan Hỏa Thành." Giang Trần đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảnh vật trước mắt hắn nhoáng lên. Sau một khắc, thân thể Nam Cung Bình bỗng nhiên bị nhấc lên trên bầu trời, bị một cánh tay lớn trực tiếp nhấc lên. Mọi người kinh hô, lại phát hiện ra Nam Cung Bình đã rơi vào trong tay một người. Người ra tay chính là Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế nhíu mày, giống như đang nắm một túi rác rưởi vậy cao phó điện chủ người làm ăn thế nào vậy loại rác rưởi này trực tiếp quét đi lải nhải lắm lời làm gì thưởng kim lôi đài này có làm hay không vô song đại đế lên tiếng cao phó điện chủ cũng chỉ có thể cười làm lành vô song đại đế phụ thân tiểu tử này có chút giao tình với cao mỗ không nể mặt tăng cũng coi như nên nể mặt phật ngươi có giao tình với phụ thân hắn thế nhưng lão phu lại không biết phụ thân hắn là ai nói xong vô song đại đế sải bước mang theo nam cung bình giống như xách một túi rác rưởi, trực tiếp đi ra bên ngoài, tiện tay ném một cái, ném nam cung bình ra ra chừng mấy trăm thước. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi là đệ tử nhà nào trong đan hỏa thành, lên thưởng kim lôi đài nháo sự, trở về gọi thêm cô gì chú bác, lão tổ các ngươi tới đây, để lão phu nhìn xem một chút." Vô Song đại đế một khi mở miệng, quả nhiên khí phách vô song. Bốn phía chung quanh vang lên tiếng sợ hãi, thán phục, tiếng vỗ tay như sấm. Ngay cả Giang Trần cũng không khỏi bắt đầu kính nể với Vô Song đại đế nhân vật như vậy mới xứng để người khác tôn trọng. Thanh Phượng Đan Vương nhìn thấy chuyện này cũng cười khổ lắc đầu. Nam Cung Bình là quần là áo lượt nổi danh trong Đan Hỏa Thành, tự nhiên Thanh Phượng Đan Vương biết rõ. Về phần Vương Học Thông đại sư, đối với Nam Cung Bình này cũng không có cảm tình gì. Tiểu tử Nam Cung Bình này căn bản không biết làm người, trước mặt trận pháp đại sư như Vương Học Thông hắn, ngữ khí của tiểu tử này cũng không có chút tôn trọng trưởng bối chút nào, khi nói chuyện cũng không biết lựa lời mà nói còn có một điều nữa là tiểu tử này còn nói Thiệu Uyên, tổng lôi chủ là con riêng của Vương Học Thông hắn. Chuyện này cũng khó trách Thiệu Uyên lôi chủ tức giận. Rất nhiều người ở đây cũng biết chân tướng, cho nên cũng không có ai trách Giang Trần. Việc này từ đầu tới đuôi căn bản đều là Nam Cung Bình gây chuyện thị phi. Vô Song đại đế tùy ý phủi phủ tay nói, "Mọi người tiếp tục đi." Hắn lại nhìn Giang Trần, "Yên tâm, lão phu bảo vệ ngươi, ở Đan Hỏa Thành, đừng có ai mong động được tới ngươi." Chương 1764, một tắc lấn, một ngữ khí của vô song đại đế không có ý tứ như nịnh nọt Giang Trần, mà thuần túy là khí độ của một trưởng bối, Giang Trần có thể cảm nhận được. Bởi vì vô song đại đế ra tay, chuyện này coi như đã xong. So với hắn, phương thức xử lý của tịnh phần, điện khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy có chút dây dưa, dài dòng. Trong lúc nhất thời nhân khí của vô song đại đế tăng lên nhiều, mà trong lòng Giang Trần, hào cảm với vô song đại đế cũng tăng lên một tầng. Hắn nhìn ra được, vô song đại đế này thực tình, có phong phạm của tiền bối nhìn tịnh phần điện xử lý chuyện này vô cùng lề mề cãi cọ không ngừng vô song đại đế người ta căn bản không thèm nói nhảm trực tiếp ném tên tiểu tử kia ra ngoài vô cùng nghiêm túc loại phương thức nhìn như bá đạo thế nhưng lại có thể xử lý vô cùng lưu loát dứt khoát không thể nghi ngờ khiến cho người ta càng có hào cảm giang trần là người hiểu lễ tiết cảm kích nói đa tạ vô song tiền bối giải vây cho dù lão phu không ra tay tên tiểu tử kia nhất định sẽ chịu đau khổ trên tay ngươi nhưng mà loại ác nhân này nên để lão phu làm a à. vô song đại đế có ánh mắt rất tinh tường hắn có thể nhìn ra được nam cung bình kia trong mắt người trẻ tuổi này chỉ sợ cũng không tính là gì nhưng mà vô song đại đế cũng biết người trẻ tuổi này một mình tới đan hỏa thành nếu như quả thực thu thập nam cung bình chỉ sợ chuyện giải quyết hậu quả cũng không giải quyết tốt được cho nên vô song đại đế mới có thể ra tay quyết đoán như vậy để hắn làm ác nhân ở đan hỏa thành cho dù là gia tộc của nam cung bình trong mắt vô song đại đế cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi ở đan hòa thành cho dù là những thế lực đế cấp kia cũng không dám đối nghịch với đại đế tán tôi như hắn chứ đừng nói là gia tộc nam cung bình an tâm tham dự thưởng kim lôi đài đi chuyện khác có lão phu ở đây ngươi không cần phải lo lắng cường giả chính là cường giả mỗi một câu nói hành động đều khiến cho người ta tâm phục khẩu phục thanh phượng đan vương có chút thâm ý nhìn qua giang trần cũng không nói gì nữa vương học thông khi nhìn qua giang trần ánh mắt tràn ngập ý vị đợi sau khi mọi người trở về địa bàn của mình vương học thông đại sư này mới tiến tới trước mặt giang trần tiểu huynh đệ thực sự xin lỗi lão vương ta lần này coi như đã đẩy ngươi vào hố rồi sớm biết nam cung bình này hỗn đản như vậy ta sẽ đuổi hắn đi ta thấy cấp bậc của vấn đề kia rất cao suy nghĩ một chút mới giới thiệu cho ngươi không ngờ không ngờ ai tóm lại chuyện lần này lão phu rất là có lỗi vương học thông có chút hối hận Kỳ thực hắn cũng biết tính tình Nam cung Bình kia hỗn đản, chỉ là hắn cho rằng ở nơi như Thưởng Kim Lôi Đài này, Nam cung Bình cho dù hỗn đản thế nào cũng không dám hồ đồ. Cho nên mới giới thiệu hắn ta tới bên lôi đài của Giang Trần. Vốn ý định của hắn là tốt, là muốn cho Giang Trần kiếm tiền, làm cho Giang Trần dương danh. Đương nhiên, cũng bởi vì Vương Học Thông rất là ngạc nhiên với Giang Trần, muốn thăm dò một chút rốt cuộc hắn có bao nhiêu bổn sự. Nghĩ là một việc, chỉ là cuối cùng lại trở thành như vậy. Vương Học Thông đại sư thực sự nhiệt Tình, ở Đan Hòa Thành vẫn là một người có danh tiếng, hôm nay có ý tốt lại trở thành chuyện xấu, chuyện này khiến cho Vương Học Thông Đại Sư tự trách mình. Vương Đại Sư, việc này không thể trách được ngươi. Những thiếu gian chơi trác táng trên thiên hạ này bình thường đều như vậy. Ý vào gia tộc có chút địa vị, không ai bị nổi. Ý tốt của Vương Đại Sư Tiểu Tử cũng cảm kích. Giang Trần cũng không có ý tư trách cứ Vương Học Thông Đại Sư. Dù sao hắn cũng nhìn ra được, Vương Học Thông Đại Sư này hơn phân nửa là có ý tốt. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi." Vương Học Thông nhìn thấy Giang Trần nói như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút thoải mái, ngẫm lại rồi nói, nhưng mà cũng nên cẩn thận Nam cung Bình này một chút. Tiểu tử này là thiếu gia ăn chơi có tiếng trong đan hỏa thành, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Nhưng mà có vô song đại đế làm chủ cho ngươi, ngươi cũng không cần phải sợ hắn. Bình thường chú ý một chút là tốt rồi." Giang Trần cười nhạt một tiếng, đa tạ đại sư nhắc nhở. Vương Học Thông gật đầu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, len lén lại gần, thấp giọng hỏi, tiểu huynh đệ, lại nói, đầu thôn vân hổ kia của Nam Cung Bình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Lão Phu nhìn trái nhìn phải cũng không thấy xảy ra vấn đề gì. Thoạt nhìn như sinh long hoạt hổ A. Giang Trần nhíu mày, nhìn vương học thông đại sư một chút rồi nói, đại sư, người thực sự cảm thấy đó là một đầu thôn vân hổ sao? Vương học thông bị hắn hỏi lại, có chút khó hiểu nói, đây không phải là thôn vân hổ thì là cái gì? Đầu linh thú này tuyệt đối là một đầu thôn vân hổ A giang trần im lặng hắn không thể tưởng tượng được không ngờ vương học thông lại không biết lai lịch đầu linh thú này vậy mà lại nhận đầu linh thú này là thôn vân hổ nhưng mà nghĩ lại vương đại sư mạnh nhất là ở lĩnh vực tạo nghệ chấn pháp đối với linh thú nhất đạo mà nói nếu như không phải là người trong nghề nhận lầm linh thú là chuyện bình thường quan trọng nhất chính là đầu linh thú này rất giống thôn vân hổ ít nhất có chính thành tương tự tiểu huynh đệ hẳn ngươi có cách nhìn khác chăng giang trần mỉm cười nói đây không phải là thôn vân hổ cụ thể là linh thú gì ta cũng không có nhìn kỹ cho nên cũng không dễ kết luận trên thực tế là giang trần thoái thác cho nên mới nói như vậy tự nhiên hắn nhận ra được đây là linh thú gì chỉ là tạm thời hắn còn chưa muốn nói ra a à. vương học thông thấy biểu lộ tự tin của giang trần như vậy trong lúc nhất thời không biết nên phản bác thế nào ngẫm lại người ta tới từ vạn uyên đảo tuy rằng mình là tiền bối đức cao vọng trọng ở đan hỏa thành nhưng mà linh thú nhất đạo quả thực không phải thứ hắn am hiểm trong lúc nhất thời vương học thông cũng không có dũng khí phản bác than nhẹ một tiếng hắn vỗ vỗ vai giang trần tiểu tử kia quần là áo lượt nếu như người nói cho hắn biết đáp án nói không chừng sau khi nhận được đáp án song phương đều vui vẻ a à, sau khi vương học thông rời đi cơ hồ tất cả trật tự lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu giang trần thấy lâm yến vũ dùng ánh mắt ân cần hỏi thăm nhìn mình hắn mới truyền âm nói yến vũ không nên phân tâm lâm yến vũ thấy sư tôn bình tĩnh như vậy trong lòng cũng chấn định lại một việc xen giữa qua đi cũng không có ảnh hưởng tới sự náo nhiệt cửa thưởng Kim Lôi Đài. Nam cung Bình kia cũng không tới gây chuyện thị phi, cũng không biết là thực sự sợ hãi hay là lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, nhưng mà Giang Trần cũng không có buông lỏng, hắn biết rõ tính tình của loại thiếu gian chơi này, tuyệt đối không phải là người có thể nén giận. Coi như là Nam cung Bình không có tới tìm phiền phức, vậy nhất định sẽ âm thầm ngáng chân, quấy rối. Chương 1765, một Tắc lấn hai. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, bên Lôi Đài của Giang Trần lập tức náo nhiệt thoáng cái có bốn năm vấn đề hơn nữa đều là vấn đề cử cấp vấn đề cử cấp đó chính là cấp bậc ngàn vạn ngay từ đầu lâm yến vũ còn vô cùng phấn chấn cảm thấy sinh ý lớn đã tới thoáng cái năm vấn đề cử cấp không thể nghi ngờ là sinh ý rất lớn nhưng mà giang trần lập tức phát hiện được là không có ý đồ tốt thiệu lôi chủ thế nào ta nghe nói ngươi vô cùng lợi hại cho nên cố ý tới lôi đài của ngươi ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đó chứ đúng vậy a à, thiệu lôi chủ ngươi một mình chấn giữ hai tổng lôi đài nhất định sẽ lợi hại hơn người khác vấn đề cửu cấp của ta ngươi có thể trả lời được chứ còn có vấn đề của ta thiệu lôi chủ ngươi cũng phải cho ta một đáp án tiền không thành vấn đề thiệu lôi chủ từng người một không ngờ thoáng cái xuất hiện năm vấn đề cửu cấp giống như cùng hẹn mà xuất hiện trước mặt giang trần giang trần không có chút biểu cảm nào quét mắt nhìn qua từng vấn đề của những người này một lần sắc mặt lạnh lẽo chư vị nam cung bình là cha của các ngươi sao có ý gì sao ngươi lại mắng chửi người khác như vậy cái gì tiểu tử này chúng ta hảo tâm tới chiếu cố sinh ý của ngươi ngươi lại ngậm máu phun người đúng không đường đường là tổng lôi chủ vấn đề không giải quyết được còn mắng chửi người vô năng thì thừa nhận mình vô năng giả vờ làm cái gì không được lần này phải cho chúng ta câu trả lời thuyết phục bằng không mà nói việc này chưa xong đâu mấy gia hỏa này dường như đang không tìm thấy biện pháp gây rối, thấy Giang Trần nhục nhã bọn họ, thoáng cái dường như đã tìm được cái cớ gây sự vậy. Cả đám nhao nhao kêu lên, dường như không đạt được mục đích thì không buông tha vậy. Trong lòng Giang Trần cực kỳ căm tức, hắn sao không biết đám người này tới nháo sự cơ chứ? Bởi vì những vấn đề này căn bản chỉ là những vấn đề vớ vẩn. Cái gì mà đan phương, cái gì mà trận pháp, đều là do bọn chúng cố ý biên soạn giờ à, Giang Trần là người như thế nào? Chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã biết rõ những người này, căn bản không phải tới nêu vấn đề, mà là tới bới móc hắn. Đối với loại người này Giang Trần cũng không cần phải khách khí. Hắn cũng biết hắn không có thù với người khác ở đan hỏa thành này. Những người này cùng đi với nhau, cho nên không thể nghi ngờ là do Nam Cung Bình kia kích động, sai tới đây. Giang Trần nở nụ cười khinh miệt, lạnh nhạt nói, trở về nói cho Nam Cung Bình, nếu như hắn mang theo thế lực gia tộc hắn tới gây nháo sự, ta còn bội phục hắn là một trang nam tử. Bản thân làm rùa đen rút đầu, tìm mấy tên não tàn không có đầu óc tới gây chuyện thị phi hắn vũ nhục chỉ số thông minh của mình cũng vũ nhục chỉ số thông minh của các ngươi lời này khiến cho năm người này nổi trận lôi đình tiểu tử ngươi dám mắng chửi người người tịnh phần điện đâu rồi đây chính là tổng lôi chủ mà các ngươi mời tới sao chỉ có tố chất như vậy thôi sao ta muốn kháng nghị ta muốn kháng nghị lão tử còn có chút kỳ quái thưởng kim lôi đài của tịnh phần điện gần đây vô cùng cao cấp lần này sao lại có người thật giả lẫn lộn chen vào bên trong như vậy? Không có bổn sự cũng dám lên lừa gạt chúng ta, loại gia hỏa thật giả lẫn lộn này có lẽ nên đuổi ra khỏi thưởng kim lôi đài A. Mấy gia hỏa này vô cùng căm phẫn, bộ dáng giống như người bị hái vậy. Người tịnh phần điện bất đắc dĩ lại chạy tới. Cao phó điện chủ, người tới vừa vặn, chúng ta muốn kháng nghị tiểu tử này. Đúng vậy, tiểu tử này ngậm máu phun người, vũ nhục nhân cách của chúng ta. Còn vũ nhục chỉ số thông minh của chúng ta, đúng, chúng ta yêu cầu tịnh phần điện đuổi ra hỏa thật giả lẫn lộn này, khỏi thưởng kim lôi đài. Thưởng kim lôi đài không cần kẻ lừa đảo. Đuổi hắn đi. Mấy gia hỏa này nhìn thấy người tịnh phần điện, càng thêm dũng cảm nói. Cao phó điện chủ và người tịnh phần điện thấy vậy cũng nhíu mày không nói, nhịn không được nhìn về phía Giang Trần. Nghĩ thầm tên tiểu tử nhà ngươi sao lại biết gây chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời cao phó điện chủ đối với Giang Trần cũng có chút thành kiến. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra được, có lẽ mấy gia hỏa này thực sự là người bị Nam Cung Bình phái tới, nhưng mà lúc này không có chứng cứ gì, trong lòng không khỏi cảm thấy Giang Trần tự rước lấy thị phi, thế cho nên thưởng kim lôi đài không ngừng bị quấy rối. Giang Trần nhìn thấy ánh mắt của Cao Phó Điện Chủ như vậy, biết rõ tịnh phần điện này đã có thành kiến với hắn. Cao Phó Điện Chủ, ở đây không có ai là kẻ ngu cả. Nếu như trách nhiệm của ta, ta sẽ gánh chịu. Nhưng mà năm gia hỏa này nói ta vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ, ta chỉ muốn hỏi một câu, bọn chúng có chỉ số thông minh sao? Giang Trần giơ tay lên, đem vấn đề của năm người này nắm trên tay, nói, Thanh Phượng Đan Vương, ngươi từng gặp loại đan phương dám chó như vậy hay sao? Trong một đan phương có ba loại tài liệu xung đột cũng dám không biết xấu hổ nói đây là đan phương thượng cổ, muốn ta hỗ trợ hoàn thiện. Còn nữa, đây là trận pháp gì? Ta chỉ hỏi một câu, ngươi biết cái gì gọi là trụ cột trận pháp hay không? Ngươi cho rằng trận pháp chính là chữ như gà bới sao? Vương học thông đại sư, mời ngươi tới xem, loại đồ chơi như vậy ngay cả trụ cột trận pháp cũng không hiểu, cũng dám tự xưng là trận pháp thất truyền sao? Trong khi Giang Trần đang nói chuyện, một trái một phải, hai quyển trục vấn đề bắn về phía Vương Học Thông và Thanh Phượng Đan Vương. Tiện tay hắn còn cầm một phần quyển trục chứa vấn đề, cười lạnh nói, "Còn có cái này nữa." "Đúng rồi, cái này được gọi là phù lật thượng cổ gì đó, nếu như nhìn không nhầm đây chỉ là một tấm da hổ. Thoạt nhìn cũng là tài liệu luyện chế phù lật tốt. Nhưng mà ta xin ngươi, làm giả cũng nên có thành ý một chút được không?" Phía trên này Chu Sa cũng không có, tay vừa sở cũng không thấy màu đỏ thứ não tàn như vậy ngươi cũng dám lấy ra, tự xưng là phù lật thượng cổ. Muốn nhờ ta hỗ trợ chữa trị một chút. Ngươi xác định không phải ngươi mang tới đai sinh lý của lão nương ngươi đó chứ. Trong lúc nhất thời chung quanh cười vang. Nghĩ thầm thiệu uyên tổng lôi chủ này quả thực ghê gớm a, à. Mắng chửi người tới loại trình độ này cũng khiến cho người ta không nói được lời. Nào, đai sinh lý. Đây là vật mà khi nữ nhân tới thắng mới dùng. Mọi người chỉ cần hơi động não nghĩ tới nó đã cảm thấy có cảm giác tà ác. Giang Trần một tay nắm lấy thứ kia ném cho Cao Phó Điện Chủ. Cao Phó Điện Chủ, có lẽ ngươi cảm thấy ta nhiều chuyện, khiến cho thưởng kim lôi đài này không ngừng xảy ra chuyện. Ta chỉ hỏi một câu, loại người chỉ liếc mắt ra là có thể nhìn ra tới quấy rối. Ngươi bảo ta nên xử lý thế nào? Chương 1766, Đại Đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ một. Ý Đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ. Một Cao Phó Điện Chủ tiếp nhận tấm da hổ kia, khi xem xét sắc mặt lập tức chuyển thành cực kỳ khó coi, Lúc này Thanh Phượng Đan Vương bắt đầu chửi ấm lên, tên không có đầu óc nào nói đây là Đan Phương thượng cổ. Tới đây, để cho lão tử ta nhìn xem rốt cuộc là ai không có đầu óc nói đây là Đan Phương thượng cổ. Tới đây để lão tử nhìn xem ngươi não tàn hay là não heo. Cao phó điện chủ, đây là cố ý quấy rối a, à, tịnh phần điện cũng không thể không có nguyên tắc như vậy. Một lần tới quấy rối, hai lần tới quấy rối còn chưa đủ. Thanh Phượng Đan Vương trước đó cũng không nói những lời quá khích nhưng mà lúc này hiển nhiên hắn đã vô cùng giận dữ loại đan phương giả mạo não tàn này thực sự là nhục nhã đối với đan đạo đây là chuyện mà thanh phượng đan vương hắn không có cách nào tiếp nhận được nhất cũng không phải hắn đứng bên phía giang trần mà là xuất phát từ mâu thuẫn bản năng trong mắt thanh phượng đan vương đan đạo là một chuyện thần thánh bị người ta lợi dụng như vậy tuyệt đối không thể tha thứ làm ra ngươi cũng nên có thành ý một chút tạo ra một đan phương không có đầu óc như vậy thanh phượng đan vương giận dữ không kiềm chế được vương học thông cũng cười khổ không thôi thực sự là bừa bãi đâu đây phải là trận pháp gì ngay cả trận pháp trụ cột cũng không hiểu làm bừa bãi quá bừa bãi vương học thông là người hiền lành thế nhưng nói tới chuyện trận pháp hắn sẽ không nói dối sắc mặt cao phó điện chủ lúng túng lạnh lùng nhìn qua mấy gia hỏa lúc trước còn đầy căm phẫn nói mấy người các ngươi quyết tâm tới nơi này phá dối sao mấy gia hỏa kia lúc này đã bắt đầu thấy sợ bọn họ vốn là người ha lưu nói trắng ra là lưu manh trên phố bị nam cung bình phái người dùng tiền thu mua bị mấy câu lừa gạt đã chạy tới nơi này nháo sự nói không dễ nghe một chút chính là bị lừa qua sông về phần hậu quả dùng cái đầu óc để trang trí của bọn họ căn bản không thể nào nghĩ sâu được như vậy cho dù cảm thấy chuyện bị bại lộ cùng lắm chỉ bị đánh mà thôi hiển nhiên nam cung bình phái người cho bọn họ chỗ tốt đây tuyệt đối là điểm ngon ngọt bọn họ không thể từ chối cho nên mấy gia hỏa này mới không chút do dự chạy tới dương oai hơn nữa còn không kiêng nể gì cả như vậy, bởi vì nhiệm vụ mà bọn họ đạt được chính là tới quấy rối, tới làm cho giang trần mất mặt. Hơn nữa người nhờ bọn họ còn cam đoan với bọn họ, kết quả xấu nhất chỉ là bị đánh mà thôi, có khả năng đánh cũng không bị, chỉ ném bọn họ ra ngoài mà thôi. khuôn mặt cao phó điện chủ lạnh lẽo, thế nhưng mấy tên gia hỏa này lại không biết nhìn mặt nói chuyện, lúc này còn kêu lớn, thời thế từ khi nào lại vậy? rõ ràng chúng ta tới đây giao vấn đề a, à, cái gì gọi là quấy rối? các ngươi liên hợp lại chèn ép khách hàng chúng ta a à, đúng các ngươi không hiểu lại nói chúng ta quấy rối đây là che giấu trình độ thấp kém của các ngươi hừ thưởng kim lôi đài này cũng chỉ có vậy không thể không nói đầu óc của mấy gia hỏa này vô cùng kém căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc c đây cũng là chỗ vô cùng âm hiểm của nam cung bình hắn sẽ không nói tính nghiêm trọng với đám người này hắn không chỉ đơn thuần là muốn những người này tới quấy rối giang trần mà còn muốn những người này tới đánh vào mặt tịnh phần điện bởi vì Nam Cung Bình rất hận, hắn hận cả tịnh phần điện. Về phần sự sống chết của mấy gia hỏa này, căn bản hắn không thèm để ý. Dù sao là hắn phái người đi làm, hắn đã sớm phủi tay đứng ở bên ngoài. Dù là tịnh phần điện biết rõ Nam Cung Bình hắn sai xử, cũng không tìm thấy bất luận chứng cơ gì. Không thể không nói, một chiêu này của Nam Cung Bình rất độc, cũng vô cùng buồn nôn. Đã khiến cho tịnh phần điện khó chịu làm mất mặt giang trần, quan trọng nhất là quấy rối cả thưởng kim lôi đài. Sắc mặt cao phó điện chủ trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát khí, vung tay lên, mang xuống, chém. Tịnh phần điện cũng không phải là người từ bi, nói một là một hai là hai, điểm mấu chốt của tịnh phần điện lúc này đã bị phá tan. Trong lòng cao phó điện chủ lúc này cũng ân thầm ghi hận với Nam Cung Bình kia. Việc này nhất định là Nam Cung Bình dở trò quỷ, nhưng mà hắn cũng biết nhất định Nam Cung Bình đứng ở bên ngoài chỉ đạo, chứ không nhúng tay vào. Điều tra cũng không có khả năng điều tra ra được gì. Hơn nữa cao phó điện chủ cũng không muốn trở mặt với Nam Cung gia tộc như vậy. Cho nên hắn mới có thể trực tiếp hạ lệnh chém chết mấy người kia. Giống như rút củ cải trắng từ trong bùn ra vậy. Võ giả Tịnh Phần Điện đã sớm nhìn chằm chằm vào mấy người này, tức giận không thôi. Nghe cao phó điện chủ hạ lệnh, nào còn chần chờ gì nữa. Một khi xông lên, chắc chắn sẽ nắm chặt những người này. Năm gia hỏa này bất quá chỉ là lưu manh phố phường, có thể có được bao nhiêu bổn sự cơ chứ? Dưới sự ra tay của võ giả Tịnh Phần Điện, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Nghe nói muốn chém bọn họ, lúc này năm người như tỉnh mo oziger lại, biết rõ lúc này mình đã chọc vào tổ kiến rồi. A, à, tha mạng, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta là người vô tội. Ta thừa nhận là người khác sai ta tới. A à, a, à, ngàn vạn lần đừng giết ta, ở nhà ta còn mẹ già 80 tuổi, dưới còn có nữ nhi 3 tuổi a. À, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, khiến cho bầu không khí của thưởng kim lôi đài thoáng cái trở nên cực kỳ quỷ dị. Cao phó điện chủ vốn tức giận không có chỗ phát tiến thưởng kim lôi đài đang yên đang lành thoáng cái bị làm thành như vậy. Cho dù khách hàng không rời khỏi, chuyện này cũng sẽ trở thành một vết nhơ của tịnh phần điện. Thưởng kim lôi đài không ngừng có người quấy rối, đây không thể nghi ngờ là một sự nhục nhã với tịnh phần điện hắn. Hắn phất tay nói, mang xuống đi. Cao phó điện chủ còn gọi một gã tâm phúc tới, người đi tới Nam Cung gia tộc, đem ý của ta qua. Để cho Nam Cung tộc trưởng xem Nam Cung bình hỗn đản kia. Chuyện này chỉ có lần thứ hai này mà thôi, nếu như có lần thứ ba, Nam cung gia tộc hắn chuẩn bị thừa nhận lửa giận của tịnh phần điện ta đi. Vâng. Cao phó điện chủ rốt cuộc cũng lộ ra sự sắc bén của mình. Nhưng mà theo Giang Trần thấy, đây bất quá chỉ là cao phó điện chủ làm bộ mà thôi. Bất. Quá chỉ cho khắp nơi câu trả lời mà thôi. Tên tâm phúc kia đang định rời khỏi, bỗng nhiên vô song đại đế mở miệng nói. Đợi một chút. Tên tâm phúc kia sững sờ, dừng lại hỏi, đại đế có gì phân phó? Thuận tiện thay lão phu nhắn một câu. Nói cho Nam Cung Tuấn biết, phải cho chúng ta thấy thái độ của hắn. Nếu như hắn không có thái độ, đợi sau khi thưởng Kim Lôi Đài kết thúc, lão phu tự mình đi tới Nam Cung gia tộc tìm hắn. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Chương 1767, Đại đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ hai. Y đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ. Hai, vô song đại đế nói như vậy là muốn tìm Nam Cung gia tộc gây phiền phức a, tên tầm Phúc kia nghe những lời này vội vàng nhìn về phía cao phó điện chủ muốn nhìn một chút thái độ của cao phó điện chủ là như thế nào cao phó điện chủ ở trước mặt vô song đại đế nào dám không đồng ý hắn khoát tay nói cứ theo như ý của vô song đại đế mà nói đi rốt cuộc vẫn là vô song đại đế có khí phách có người âm thầm hưng phấn lần này thoạt nhìn nam cung gia tộc không may rồi lần này dẫn tới lửa giận của vô song đại đế đây tuyệt đối là thứ mà nam cung gia tộc không thể thừa nhận được cho dù nam cung gia tộc có thế lực đế cấp làm chỗ dựa nhưng mà dù sao bản thân còn không phải là thế lực đế cấp, ở trước mặt vô song đại đế, Nam Cung gia tộc vẫn không đủ đặt vào mắt. Đắc tội với Nam Cung đại đế, Nam Cung gia tộc tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chỉ là mọi người ngoài có chút hả hê ra, không khỏi nghĩ lại, người trẻ tuổi kia rốt cuộc có lai lịch gì. Một người khống chế hai tổng lôi đài, chẳng những thanh phượng đan vương và vương học thông cho hắn mặt mũi, ngay cả vô song đại đế cũng bảo hộ hắn như vậy. Chẳng lẽ hắn là vãn bối của vô song đại đế? địa vị của người trẻ tuổi kia không nhỏ, bằng không tịnh phần điện làm sao có thể để cho hắn một mình khống chế hai tổng lôi đài được chứ? Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán về Giang Trần hiện lên trong lòng mọi người. Trải qua hai lần giày vò liên tục như vậy, thưởng kim lôi đài ngày hôm nay ít nhất đã bị phế một nửa. Trong ngày này, cơ hồ tất cả vấn đề đều suy giảm một nửa, chỉ có bảy thành so với trước đó. Chuyện này khiến cho tịnh phần điện rất là nổi giận, nhưng mà hết lần này tới lần khác tức giận mà không có chỗ phát tiết tộc trưởng Nam Cung Tuấn của Nam Cung gia tộc ở nhà liên tục hát xì hơi vài cái, trong lúc đang nghi hoặc không thôi thì nhận được tin tức bên tịnh phần điện. Thân thể Nam Cung Tuấn run rẩy, hắn biết rõ nhi tử không nên thân của mình lại gây ra chuyện. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được tiểu tử này lại dám đi thưởng kim, lôi đài quấy rối. Hơn nữa quấy rối một lần còn chưa đủ, lại làm những hai lần. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Tuấn tức giận không thôi. Từ miệng của sứ giả tịnh phần điện kia có thể nghe ra, lúc này tịnh phần điện vô cùng tức giận tịnh phần điện tức giận thì cũng thôi đi nam cung tuấn còn có thể chấp nhận được thế nhưng mà thứ khiến cho hắn khiếp sợ nhất là vô song đại đế lại nhắn lại một câu ý tứ kia rất rõ ràng nếu như nam cung tuấn hắn không tỏ thái độ không có người ta câu trả lời đợi sau khi thưởng kim lôi đài chấm dứt vô song đại đế sẽ đích thân tới nam cung gia tộc hắn gây phiền phức nam cung tuấn nghĩ tới đây toàn thân không nhịn được mà phát lạnh nhanh triệu tập tất cả tộc lão nhanh phải nhanh lệnh triệu tập khẩn cấp được Nam Cung Tuấn phát ra, cơ hồ tất cả tộc lão của Nam Cung, gia tộc trong một phút đồng hồ đều tụ tập lại, cả đám đều vô cùng khó hiểu. Đang êm đẹp tại sao tộc trưởng lại phát ra lệnh, triệu tập khẩn cấp, cũng không thấy gia tộc bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cũng không có thấy bất kỳ biến cố gì lớn a à. Sắc mặt Nam Cung Tuấn tái nhợt nói, chư vị, ta có lỗi với mọi người, dạy dỗ con không nghiêm, dẫn tới đại họa. Một đám tộc lão xưa nay thấy tộc trưởng cường thế, lúc này lại thấy tộc trưởng tự hạ mình như vậy đều khó hiểu không thôi đây đâu giống như nam cung tuấn lúc bình thường a à, tộc trưởng nam cung bình lại gây ra đại họa gì sao không có chuyện gì lớn chứ ở đan Hòa thành chúng ta gây một chút họa cũng không có gì tộc trưởng bình thiếu gặp rắc rối không phải là lần một lần hai nếu không có đại sự gì thì tộc trưởng có thể tự mình giải quyết là được rồi đúng bằng vào địa vị của nam cung gia tộc ta ở đan hỏa thành người ta tốt xấu gì cũng bán cho vài phần mặt mũi Nam Cung Tuấn lắc đầu thở dài, lần này thì khác. Nam Cung Tuấn ấp úng đem chuyện xảy ra nói qua một lần. Hắn vừa mới nói xong, cơ hồ tất cả tộc lão đều biến sắc, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn ngập vẻ bối rối. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Nam Cung Tuấn liền mang theo Nam Cung Bình và cơ hồ tất cả tộc lão áp giải Nam Cung Bình, bị trói lại, đưa tới cửa Tịnh Phần Điện. Không đợi thưởng kim lôi đài mở ra, hắn đã tìm tới cao phó điện chủ trước tiên. Cao đại ca, tiểu đệ hổ thẹn, dạy dỗ không nghiêm, tiểu đệ xin lỗi đại ca." Nam Cung Tuấn nhìn thấy cao phó điện chủ, vẻ mặt hổ thẹn kêu lên. Cao phó điện chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Nam Cung bình sắc mặt hoảng sợ, vẻ mặt trắng bệch nói: "Ngươi à, ăn một lần thiệt thòi còn chưa đủ, lần thứ hai còn dám dương oai. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ đều coi Nam Cung gia tộc ngươi là lão đại sao? Đừng nói là vô song đại đế không ở đây, cho dù vô song đại đế không ở đây, ngươi cho rằng Thiệu Uyên tổng lôi chủ kia Ngươi có thể làm gì được người ta sao? Ngươi đoán xem người ta là ai? Trước mặt Nam Cung Tuấn cao phó điện chủ nói như vậy, thế nhưng thực ra là biểu hiện thái độ cho người khác xem. Ở sâu trong lòng, hắn không muốn vì chuyện này mà trở mặt với Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn nghe vậy liền biết cửa ải của cao phó điện chủ coi như qua. Hắn biết rõ cao phó điện chủ không thực sự có ý định tuyệt giao với Nam Cung, gia tộc hắn. Nghĩ tới đây Nam Cung Tuấn trực tiếp đá một cước vào mông Nam Cung Bình, xúc sinh, còn không mau xin lỗi cao bá bá. Đầu ngươi vô nước sao? Nếu như Cao bá bá không tha thứ cho ngươi, lão tử cũng coi như không có xuất sinh nhà ngươi. Lời này trực tiếp đẩy Cao phó điện chủ vào tình thế khó xử. Cao phó điện chủ bất đắc dĩ cười nói, Nam cung lão đệ, ở đây không có người ngoài, ta cũng không ngại nói rõ với ngươi. Chỗ ta tha thứ không thành vấn đề. Thế nhưng mà nhi tử ngươi quả thực nên quản giáo nhiều hơn. Nhưng mà, ta có tha thứ cho nó cũng vô dụng. Vô Song đại đế lần này rất tức giận. Vô Song đại đế hắn cùng với vị thiệu uyển tổng lôi chủ kia, liệu, liệu có phải có quan hệ rất mật thiết hay không? Nam Cung Tuấn không nhịn được mà nghe ngóng. Lão đệ, có phải có quan hệ mật thiết hay không lần này ngươi nghe ngóng cũng không có ý nghĩa. Vấn đề hiện tại rất rõ. Giàng, vô song đại đế rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nam Cung Bình ảo não nói, cao đại ca, tiểu đệ ngu dốt, hiện tại đầu óc chỉ độn, gần đây đại ca huynh nhanh trí, giúp tiểu đệ nghĩ kế một chút đi. Ta có thể nói giúp ngươi, nhưng mà có thể khiến cho Nam cung đại đế tha cho Nam cung gia tộc ngươi hay không ta cũng không có nắm chắc. Chương 1768, Giang Trần lừa đảo. A đảo. Cao phó điện chủ thở dài nói, vô song đại đế lần này xuất hiện ở đan hỏa thành vốn rất là kỳ quặc. Căn cứ theo ta quan sát, vô song đại đế có lẽ có tâm sự, bằng không dùng tính cách khoan hậu của hắn từ xưa tới nay sẽ không nổi giận như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng hắn thực sự thưởng thức Thiệu Uyên kia. Vậy tiểu đệ đi cầu hắn tha thứ hắn muốn bồi thường cái gì nam cung gia tộc ta nhất định sẽ tiếp nhận nam cung tuấn cũng không dám tỏ vẻ gì một cường giả đại đế có quyền uy tuyệt đối có ưu thế tuyệt đối nam cung tuấn căn bản không nghĩ tới việc đối kháng với vô song đại đế dù là vô song đại đế là tán tu hắn cũng không dám nghĩ tới cách để chống lại đối phương bởi vì hắn so với ai còn rõ ràng hơn một đại đế có thể diệt cả gia tộc hắn bây giờ ngươi đi cầu vô song đại đế chỉ sợ sẽ khiến cho hắn càng thêm tức giận chuyện này nên chú ý vào trên người thiệu uyên tổng lôi chủ người muốn đi xin lỗi không bằng trước tiên nên cầu thiệu uyên tổng lôi chủ thông cảm dù sao hai lần xung đột thiệu uyên tổng lôi chủ mới là người bị hại cao phó điện chủ vốn cũng có chút thành kiến nho nhỏ với giang trần cảm thấy hắn là người trẻ tuổi tính tính quá nóng không có đem chuyện đè xuống ngược lại còn náo loạn lớn hơn nhưng mà hắn cũng biết việc này không thể trách được người ta hơn nữa đứng ở góc độ tịnh phần điện quả thực cũng không nên đắc tội với người trẻ tuổi kia không nói trước thái độ của vô song đại đế với hắn nếu như người trẻ tuổi kia thực sự tới từ vạn uyên đảo vậy thì tuyệt đối không phải là tồn tại mà tịnh phần điện có thể đắc tội về phần nam cung gia tộc thực sự đắc tội với người vạn uyên đảo chết như thế nào cũng không biết cao đại ca đại ca nói là tiểu đệ đi tới bồi tội với người trẻ tuổi kia sao nam cung tuấn có chút trần trờ thỉnh tội với vô song đại đế nam cung tuấn hắn không có bất kỳ áp lực nào nhưng mà phải tới bồi tội với tiểu tử miệng còn hôi sữa Chuyện này có chút làm khó Nam Cung Tuấn hắn, tốt xấu gì hắn cũng là nhân vật có danh dự, uy tín trong đan hỏa thành, là cường giả hoàng cảnh cửu trọng, phải cúi đầu trước mặt một người trẻ tuổi, quả thực làm khó hắn. Nam Cung Tuấn có biểu lộ như vậy, ngữ khí của cao phó điện chủ cũng trở nên lãnh đạm, "Nam Cung lão đệ, đây là chuyện của Nam Cung gia tộc ngươi, ta không thể quyết định thay ngươi. Biện pháp giải quyết hợp lý nhất ta đã cho ngươi đề nghị. Nếu như không chấp nhận, ta cũng không biết nên nói gì với ngươi." Nam Cung Tuấn nghe ngữ khí của cao phó điện chủ trở nên lãnh đạm, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. "Chuyện này." Cao phó điện chủ thản nhiên nói, "Ta còn có việc, thứ lỗi không tiếp đón." Thân thể Nam Cung Tuấn run rẩy, từ trong lời nói của cao phó điện chủ, Nam Cung Tuấn đã ngửi được mùi của cảm giác nguy cơ nồng đậm. Tộc trưởng, tình thế trước mắt, nên cúi đầu thì cúi đầu a, à, một tộc lão nhịn không được mà khuyên hắn. "Chúng ta cũng không biết người trẻ tuổi kia có địa vị gì." vô song đại đế đã coi trọng hắn như vậy nói không chừng địa vị của người trẻ tuổi kia còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta a à. lại nói việc này vốn là nam cung bình sai xin lỗi cũng không là gì nếu như ngươi không chịu hạ thấp mình thì để cho nam cung bình bồi tội chúng ta ở bên cạnh bồi thêm mấy câu mặt tươi cười có khi có thể tranh thủ được sự cảm thông của người ta những tộc lão này đều nhìn thấy thái độ của cao phó điện chủ trong lòng đều sợ hãi không thôi bọn họ sống một bó lớn năm Tại sao lại không ngửi được cảm giác nguy cơ cơ chứ? Từ thái độ của cao phó điện chủ bọn họ đã ngửi được mùi nguy hiểm. Nam Cung Bình nghe nói hắn phải đi xin lỗi, lập tức kêu lớn, không có khả năng bắt ta đi xin lỗi tiểu tử kia, trừ phi là các ngươi giết ta. Súc sinh, người cầm miệng lại cho ta. Nam Cung Tuấn thực sự giận dữ tới mức phỉ phò, hung hăng bạt tai nhi tử mình một cái. Ngươi còn chê phiền toái mình gây ra còn chưa đủ lớn sao? Mấy tộc lão cũng nhào nhào quát lớn, Nam Cung Bình, ngươi gây họa cho gia tộc còn dám mạnh miệng. Nếu như ngươi không phải là nhi tử tộc trưởng, đã sớm bị gia pháp giết bảy tám lần rồi. Ngươi cho rằng là thiếu gia của Nam Cung gia tộc thì đã ngư bức lắm sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Đúng vậy, từ lời nói của cao phó điện chủ có thể nhìn ra, địa vị của người trẻ tuổi kia rất lớn. Ngươi đấu cùng người ta. Ngươi đấu được với người ta sao? Lửa giận của vô song đại đế ngươi chống đỡ được sao? Những tộc lão này thực sự giận dữ, cũng mặc kệ Nam Cung Bình là nhi tử của tộc trưởng Nam Cung Tuấn, mà bắt đầu chửi ẩm lên. Mặt Nam Cung Tuấn tím tái, ngữ khí lạnh lẽo mang theo vài phần run rẩy nói, Súc sinh, nếu như người lại mạnh miệng, lão tử chỉ có thể dùng ra pháp. Cũng không phải Nam Cung Bình chưa thấy qua phụ thân tức giận, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn, vặn vẹo của phụ thân, đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn có một loại cảm giác, nếu như chuyện lần này làm không xong, mình thực sự có khả năng bị phụ thân dùng một trưởng đánh chết cho dù Nam Cung Bình coi trời bằng vung, thế nhưng lúc này cũng biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ. Nói, Nam Cung Tuấn giận dữ không thôi, nói, rốt cuộc ngươi có phục hay không phục. Nhìn qua bàn tay Nam Cung Tuấn đang dơ lên cao, Nam Cung Bình có một loại dự cảm, nếu như lần này hắn mà không nói, sau một khắc, không chừng mình sẽ trở thành một cỗ thi thể. Con, con phục, Nam Cung Bình hoảng sợ nói. Cánh tay Nam Cung Tuấn nhẹ nhàng run rẩy, thở dài một tiếng, thân thể giống như thoáng cái già đi hàng trăm tuổi, lẩm bẩm nói, "Súc sinh, mặt mũi Nam cung gia tộc ta đều bị người làm mất hết. Đây là lần cuối cùng, nếu như qua cửa ải này, ngươi vẫn còn như vậy thì cho dù lão tử phế ngươi, cũng tốt chắn so với việc cho ngươi ra ngoài gây rắc rối." Thiệu Lôi chủ, ngàn vạn sai lầm đều là do ta sai. Ta giáo huấn nhi tử không tốt. Hiện tại ta mang súc sinh này trói tới đây, ngươi muốn đánh cứ DNA hát, muốn mắng cứ mắng. Cho dù chém giết hắn, nam cung nhất tộc ta cũng không nói hai lời nam cung tuấn hạ thấp người nói với giang trần giang trần nhìn thấy cảnh này âm thầm cười lạnh nhưng mà hắn không thể không thừa nhận hành động của nam cung tuấn này thực sự không tệ vậy mà lại biết coi được giãn được so với nhi tử hắn còn mạnh hơn gấp ngàn lần hắn lạnh nhạt nhìn nam cung bình giang trần lạnh nhạt nói ta chỉ hiếu kỳ nam cung thiếu gia rốt cuộc là lấy lực lượng từ đâu mà cảm giác mình đã có tư cách bễ nghĩa thiên hạ trong mắt Nam Cung Bình hiện lên vẻ oán hận như độc xà, nhưng hắn rốt cuộc cũng không ngu xuẩn, nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân nhìn chằm chằm vào mình, hắn vội vàng ủ rũ cục đầu nói, "Thiệu Lôi chủ, lần này là Nam Cung Bình ta có mắt không chồng, ta xin lỗi ngươi, xin ngươi ta thứ cho ta." Chương 1769, Tâm sự của đại đế, 1. Của đại đế. Một Giang Trần cười sủi một tiếng, nói, "Ta đối với loại xin lỗi không có thành ý của ngươi không có một chút hứng thú nào." Nhưng mà, cho dù trong lòng ngươi vô cùng thống hận ta tới nghiến răng nghiến lợi cũng vô dụng. Bằng vào một chút tiền đồ của ngươi, cho dù ngươi ghi hận ta cũng được, sợ hãi ta cũng tốt, đối với ta mà nói, chỉ là con ve chó nhỏ mà thôi." Lời này vô cùng nhục nhã người khác, khiến cho máu nóng của Nam Cung Bình xông lên não. Ngay cả Nam Cung Tuấn nghe thấy người khác hạ thấp làm nhục nhi tử mình, trong lòng nhỏ máu. Nhưng mà hắn cũng biết, lúc này cho dù người khác có thoá mạ, nước miếng bắn tung tóe thì cũng phải nhịn nhục mà nuốt xuống. Thế lớn hơn người A, thiệu lôi chủ thiên tài tuyệt luân, tuổi còn trẻ mà một mình đảm nhiệm hai tổng lôi đài, nhất định là nhân trung chi long. Khuyển tử chỉ là quần là áo lượt, từ nhỏ đã bị ta làm hư. Thiệu lôi chủ đại nhân đại lượng, xin thiệu lôi chủ tha cho đứa trẻ không hiểu chuyện này, tha cho nó lần này A. Nam Cung Tuấn lên tiếng xin sỏ. Nam Cung Tộc Trưởng, ta biết rõ các ngươi tới cầu tình, cũng là tới chịu nhục. Sợ vô song đại đế tới tình các ngươi gây phiền phức đúng không? Không đúng, không đúng chúng ta thật tâm tới cầu xin sự thông cảm của thiệu lôi chủ dập tắt lửa giận của thiệu lôi chủ a nam cung tuấn vội vàng giải thích muốn dập tắt lửa giận của ta cũng có thể thế nhưng mà mọi chuyện đều cần một cái giá lớn không phải sao muốn một cái giá lớn nam cung tuấn vui vẻ tiểu tử này đang nói điều kiện sao một khi nói điều kiện là dễ xử lý nam cung tuấn không sợ bồi thường hắn chỉ sợ người trẻ tuổi này nắm mãi không buông mà thôi nếu như người trẻ tuổi này tham tài vậy tất cả mọi chuyện sẽ dễ xử lý. Thiệu lôi chủ muốn bồi thường cái gì? Chỉ cần là thứ Nam Cung gia tộc ta xuất ra được, nhất định sẽ toàn lực xử lý. Nam Cung Tuấn dùng giọng đảm bảo nói, ta chỉ muốn đầu thôn vân hổ của Nam Cung Bình. Nếu như là đàm phán, Giang Trần sẽ không để ý tới điều kiện, dù sao Nam Cung gia tộc này cũng không phải thứ gì tốt, có cơ hội lừa đảo một phen. Sao Giang Trần có thể buông tha được cơ chứ? Thôn Vân Hổ. Nam Cung Tuấn quát, xúc sinh, còn không đem Thôn Vân Hổ giao ra đây. Nam Cung Bình cực kỳ phiền muộn, chỉ là vẫn phải thành thành thật thật nói, ở trong cầm vận biệt viện của gia tộc. Lập tức phái người đi lấy. Nam Cung Tuấn quát. Không bao lâu sau đầu thôn vân hổ kia đã bị mang tới, Nam Cung Tuấn nhìn vài lần, tự mình nâng trên tay, nói, thiệu lôi chủ, đầu thôn vân hổ này là của ngươi, chuyện khuyển tử. Giang Trần không chút khách khí nhận lấy, khoát tay nói, các ngươi đi đi, chuyện này dừng ở đây. Về sau các ngươi nếu muốn chiến, ta tùy thời đợi các ngươi. Nam Cung Tuấn nghe vậy đại hỉ, hắn biết rõ chuyện này cuối cùng cũng giải quyết xong. Chuyện ở trên người trẻ tuổi kia, nhận được sự thông cảm của người trẻ tuổi kia, cũng chẳng khác nào nhận được sự thông cảm của vô song đại đế. Nhưng mà Nam Cung Tuấn vẫn không dám lãnh đạm, sau khi rời khỏi nơi ở của Giang Trần, hắn lập tức tới chỗ của vô song đại đế nhận tội. Vô song đại đế, hiển nhiên đã biết rõ Nam Cung gia tộc hòa giải với Giang Trần. Hắn chỉ lạnh nhạt nói, Nam Cung Tuấn, bổn đế không thích phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền phức, đổi lại hai ngàn năm trước ngay cả cơ hội nhận tội như ngày hôm nay ngươi cũng không có đâu nam cung tuấn khúm núm tươi cười nói vâng vâng đại đế hạ thủ lưu tình nam cung nhất tộc ta vô cùng cảm kích lời này cũng không phải hoàn toàn chỉ là khách sáo hắn thực sự cảm thấy vô song đại đế tính ra đã khách khí rồi đổi lại đại đế có tính tính nóng nảy lần thứ nhất sẽ chụp chết nam cung bình nào có đợi tới phiên nam cung bình lần hai phái người tới dương oai cơ chứ mang theo người của ngươi tranh thủ thời gian rời đi bổn đế hy vọng nam cung nhất tộc ngươi thông minh một chút, chuyện như vậy nên ngừng lại đi. Nam cung tuấn như chút được gánh nặng, liên tục nói, nhất định sẽ dừng ở đây. Đi đi. Vô song đại đế phất tay, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Nam cung nhất tộc lúc này mới sám xịt rời khỏi tịnh phần điện. Những tộc lão kia lúc này trong lòng còn sợ hãi, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Dưới đế uy, tất cả người của Nam cung nhất tộc đều cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngay cả loại hoàng cảnh cửu trọng như Nam cung tuân, cũng có cảm giác như chút được gánh nặng giang trần nhìn thấy người nam cung nhất tộc đi xa nhìn qua đầu linh thú giống như thôn vân hổ bên người trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nhưng mà hắn cũng biết lần này có thể thành công lừa đảo ít nhiều hắn cũng cáo mượn oai hùm là dựa vào mặt mũi của vô song đại đế hiện tại còn cách thời gian mở thưởng kim lôi đài ngày mới còn một đoạn thời gian giang trần để cho lâm yến vũ chiếu cố đầu linh thú này bản thân lại đi tới căn phòng vô song đại đế nghỉ ngơi những lôi chủ của thưởng kim lôi đài trong lúc thưởng kim lôi đài diễn ra đều ở lại Tịnh Phần Điện. Ha ha, tiểu gia hỏa, lão phu đoán ngươi sẽ qua đây a. À. Vô Song đại đế nhìn thấy Giang Trần tới bái phòng, không có một chút kinh hãi nào, giống như đã sớm nằm trong dự liệu của hắn vậy. Vãn bối cố ý tới cảm tạ đại đế. Giang Trần không phải là người chịu ân huệ mà ra vẻ không biết kia. Cảm tạ cái gì? Lão phu cũng biết ngươi không sợ Nam cung gia tộc này, có thể giải quyết như vậy, khiến cho Nam cung nhất tộc biết khó mà lui, toàn bộ lần này đều dựa vào uy của đại đế vãn bối quả thực giống như cáo mượn oai hùng a à, giang trần cũng cười nói tiểu ra hỏa nhà ngươi vô song đại đế không nhịn được cười rộ lên đến bên này ngồi đi hiển nhiên vô song đại đế vô cùng thiên vị giang trần một thiên tài trẻ tuổi có thể ngồi ngang hàng với hắn ở thưởng kim lôi đài hiển nhiên là người này được vô song đại đế cực kỳ tôn trọng giang trần cũng biết vô song đại đế thưởng thứ hắn không chỉ đơn giản là hắn tự xưng tới từ vạn uyên đảo mà trước khi hắn giới thiệu vô song đại đế đối với hắn cũng không tồi chút nào giang trần ngồi xuống cũng không có gì là câu nệ vô song đại đế thấy giang trần không kiêu ngạo không xiểm nịnh ở trước mặt mình vẫn thông dong cũng không có loại cảm giác câu thúc như vãn bối trẻ tuổi ở trước mặt tiền bối trong lòng cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái tiểu gia hòa mấy ngày nay lão phu luôn quan sát ngươi có nhiều lần vấn đề mà bên thanh phượng đan vương không giải quyết được đến chỗ ngươi đều giải quyết rõ ràng đáng tiếc mọi người đều thích ưu tiên những người có bối phận Lai lịch, vấn đề đan đạo đại bộ phận đều lựa chọn Thanh Phượng Đan Vương đầu tiên, cho nên sinh ý của ngươi còn xa không bằng Thanh Phượng Đan Vương. Nhưng mà lão phu cũng nhìn ra ngươi không nóng vội, phần tâm tính này rất khó có được. Chương 1770, tâm sự của đại đế, 2. Của đại đế. Hai vô song đại đế mở miệng trước tiên. Nhưng mà khi nói chuyện cũng khiến cho Giang Trần vô cùng giật mình. Hắn không ngờ rằng dưới tình huống bận rộn như vậy, lại quan tâm tới tình huống ở chỗ hắn, hơn nữa quan sát vô cùng cẩn thận chẳng lẽ người trẻ tuổi của vạn uyên đảo đều thiên tài như vậy sao vô song đại đế cũng không có ý hoài nghi trong thanh âm ngược lại còn có một phần chờ mong giang trần xấu hổ đành phải nói vãn bối có chút may mắn tri thức trên phương diện đan đạo ở vạn uyên đảo coi như là tồn tại đỉnh tiêm cái cớ này cũng không cao minh nhưng mà nói như vậy cũng có thể khiến cho người ta dễ tiếp nhận hơn một chút vô song đại đế gật đầu có chút ngưng trọng bỗng nhiên hỏi tiểu huynh đệ vạn uyên đảo là nơi trong truyền thuyết ở vạn uyên đảo có lẽ có loại đan sư siêu việt đan đế đúng không giang trần sững sờ nói tại sao đại đế lại nói như vậy trước tiên người cứ nói cho lão phu biết có có hay không giang trần suy nghĩ một chút vẫn gật đầu tuy rằng hắn không biết vạn uyên đảo có có hay không nhưng vạn uyên đảo là địa phương trong truyền thuyết nhất định là có đan đạo đại sư cấp bậc thiên vị thực sự có sao vô song đại đế rung động nói đúng vậy giang trần đành gật đầu ba vậy đẳng cấp của đan đạo đại sư kia có lẽ đan đế không bằng được a Vấn đề này giống như vô song đại đế tự hỏi mình vậy. Đan đạo đại sư cấp bậc thiên vị nhất định có thần thông, mà đan đế không thể so sánh. Đây là khẳng định. Phương diện này Giang Trần có thể khẳng định. Tiểu huynh đệ, ở vạn uyên đảo ngươi có nhận biết đan đạo đại sư cấp bậc này hay không? Vô song đại đế rung động hỏi tiếp. Đan đế cũng tốt, đan đạo đại sư siêu việt đan đế cũng tốt. Đối với Giang Trần mà nói, tất cả đều là mây bay. Bởi vì bản thân hắn chính là đan đạo đại sư cường đại nhất chư thiên đại thế giới, cho dù là đan đế hoặc là đan tiên thiên vị ở kiếp trước cũng chỉ xứng làm đồng tử luyện đan cho giang trần ngay cả tư cách làm trợ thủ cũng không có vì sao đại đế lại hỏi như vậy trong mắt vô song đại đế hiện lên vẻ thương cảm than nhẹ một tiếng việc này lão phu vốn không muốn nhắc tới là chuyện mà lão phu thương tâm nhất giang trần nhìn thấy ánh mắt đau thương của vô song đại đế cũng rung động không thôi không biết vì sao lão phu vừa thấy ngươi đã có cảm giác hợp ý cảm thấy đặc biệt thân thiết đã nói tới đây Lão Phu cũng không giấu giếm nữa, cũng có chút xấu hổ. Là như thế này, Lão Phu có một đạo lữ. Nói tới đạo lữ của Lão Phu, có lẽ là trên bát vực có rất nhiều tin đồn về Lão Phu. Đúng vậy, những tin đồn kia có một ít là thực. Lão Phu năm đó bởi vì nàng mà quyết đấu với đại đế thành danh ba ngàn năm. Cuối cùng Lão Phu kém hắn nửa trù, thất bại trong quyết đấu. Vốn hắn muốn lấy mạng của ta, thời khắc mấu chốt nàng lại thay Lão Phu ngăn cản một nửa. Vì sao lại là một nửa? Giang Trần có chút khó hiểu, ai bởi vì đại đế thành danh kia cũng trung tình với nàng, thấy nàng lấy thân che, tạm thời thu một nửa công kích. Từ sau trận chiến đó, lão phu thực hiện lời hứa, cả đời chỉ làm tán tu, không kiến tạo thế lực của mình. Chỉ là nàng vì cứu ta, ngăn cản nửa đạo công kích kia, khiến cho cả đời nàng có bệnh. Hiện tại hai ngàn năm qua đi, tiến độ võ đạo của nàng giảm bớt rất nhiều, Dương Thọ cũng giảm gần như một nửa. Đáng thương cho A Vận, nàng Thiên Tư thông minh, vốn giống ta sẽ trở thành một đời đại đế lại bởi vì ta vốn lúc này lên là lúc huy hoàng nhất trong cuộc đời nàng lại suy sụp bắt đầu héo hon vô song đại đế nói tới đây biểu lộ trên mặt vô cùng thống khổ trong ánh mắt kia hiện lên vẻ bất đắc dĩ vô cùng sâu hiển nhiên vì chuyện này mà hắn bôn ba rất lâu thế nhưng thủy trung lại không tìm thấy một đường hy vọng chuyện thống khổ trong cuộc đời của một người đó là nhìn thấy người mình yêu mến nhất vốn không nên suy yếu mà lúc này lại suy yếu loại thống khổ này của vô song đại đế giống như dao vậy khiến cho trong lòng Giang Trần cũng có chút khó chịu. Không biết vì sao bỗng nhiên hắn lại nhớ tới phụ thân mình kiếp trước. Tuy rằng không phải cùng một loại yêu thương, thế nhưng đều là yêu thương vô bờ bến, đều giống nhau ở điểm này. Đại đế, không biết tu vi của đạo lữ ngài là gì? Giang Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng trẻ tuổi hơn ta, nói đến tu vi, năm đó nàng đã là hoàng cảnh bắt trọng. Hai ngàn năm qua đi, vốn sớm đột phá đế cảnh, thế nhưng nàng thủy chung lại ở hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong không có cách nào đột phá chính là bởi vì không có cách nào đột phá ở cánh cửa này, cho nên mới khiến cho nội thương trong cơ thể phát tác, khiến cho nàng sớm suy yếu, héo hon. Tu vi hoàng cảnh. Giang Trần vốn định đề cử vạn thọ đan, thế nhưng đối với tu vi hoàng cảnh, vạn thọ đan vô dụng. Vạn thọ đan vô dụng, chỉ có tùng hạc đan mới có thể kéo dài tuổi thọ. Đúng vậy, chỉ cần nàng có thể đột phá đế cấp, nhất định sẽ phá tan sự quấy phá của nội thương. Chỉ tiếc, từ sau khi bị thương, năng lượng sinh mạng của nàng thoáng cái suy yếu hơn phân nửa không có cách nào so sánh với lúc đỉnh phong. Mà thọ nguyên cũng bị giảm một mảng lớn. Cho tới bây giờ, ai, lão phu hoài nghi, chỉ sợ nàng sống được không quá 30 năm. 30 năm đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà đối với cường giả hoàng cảnh mà nói, 30 năm giống như 3 tháng của người bình thường vậy. Đại đế, hẳn người định mang đạo lữ của mình vượt hải vực vô biên, tiến vào vạn uyên đảo cầu y đó chứ. Giang Trần đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghẹn ngào hỏi. Vạn Uyên Đảo vốn lão phu không trông cậy vào. Vô Song Đại Đế khẽ thở dài nói, nếu như không phải có tiểu huynh đệ người nói tới từ Vạn Uyên Đảo, lão phu cũng bán tin bán nghi với nơi này. Giang Trần có chút hổ thẹn, không ngờ vì một câu nói lung tung của mình mà Vô Song Đại Đế lại có ý định tới Vạn Uyên Đảo cầu y. Nếu là như vậy, tội nghiệp của hắn vô cùng lớn. Đừng nói là mang theo một người bị thương, cho dù Vô Song Đại Đế tự mình vượt qua hải vực, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, không gạt ngươi lão phu nghe nói ngươi ở vạn nguyên đảo mới tạm thời có ý định này ta nói thật lão phu những năm qua và năm ra bắc đi tìm vô số đan đạo đại sư dù những người lánh đời không xuất thế lão phu cũng đều đi tìm đáng tiếc cương vực nhân loại to lớn như vậy vậy mà không ai có thể giải quyết vấn đề lần này lão phu chỉ đi ngang qua đan hỏa thành nghe nói thưởng kim lôi đài sắp tổ chức cho nên mới tạm thời để tịnh phần điện làm tăng cấp bậc của thưởng kim lôi đài một cái giá lớn đó là tự mình lão phu tham dự tăng lên cấp bậc của thưởng kim lôi đài, cũng chỉ là muốn tìm một đường hy vọng xa xôi kia. Chương 1771, bạn vong niên một. En vong niên. Một giờ Giang Trần mới hiểu được, vì sao Vô Song Đại Đế lại tham dự thưởng kim lôi đài. Theo lý thuyết mà nói, dùng thân phận của Vô Song Đại Đế tham dự thưởng kim, lôi đài này không thể nghi ngờ là tự hạ thấp giá trị của mình. Hóa ra Vô Song Đại Đế cũng có nỗi khổ tâm không nói nên lời của mình. Hiển nhiên là cầu y, coi ngựa chết thành ngựa sống. Loại phương pháp như vậy, không thể nghi ngờ giống như mò kim đáy bể đều xa vời như nhau nhìn qua khuôn mặt phiêu giật ung dung của vô song đại đế lúc này tràn ngập vẻ u sầu trong lòng giang trần cũng sinh ra cảm giác đồng cảm hắn cảm thấy có lẽ mình nên làm một chút gì đó cho vô song đại đế đại đế đạo lữ người hiện tại đang ở nơi nào bỗng nhiên giang trần hỏi vô song đại đế khẽ giật mình vô thức trả lời nàng được ta sắp xếp ở một nơi bí mật cách nơi này cũng không xa nhưng mà tạm thời không ở đan hỏa thành Giang Trần gật gật đầu nói, vãn bối tu vi còn thấp, vốn không nên tự mình đề cử mình. Nhưng mà nội thương của đạo lữ ngài, chưa hẳn ta không nắm chắc. Nhưng mà biện pháp kéo dài tuổi thọ, có lẽ vãn bối có thể giúp được một hai. Cái gì? Vô song đại đế nghe vậy, thân thể giống như lò xo so, nhảy dựng lên. Giang Trần thấy ánh mắt sáng quắc của vô song đại đế nhìn mình, hắn bình tĩnh gật đầu. Ngươi, ngươi có biện pháp. Vô song đại đế là một người bình tĩnh ung dung, Thế nhưng lúc này thanh âm cũng không khỏi run rẩy. Giang Trần thực sự có biện pháp. Thậm chí cái gọi là nội thương Giang Trần cũng có biện pháp. Chỉ là trước khi không thấy người, Giang Trần cũng không tiện phán đo ná. Nhưng mà chuyện kéo đai tuổi thọ, có tùng hạc đan trong tay, Giang Trần biết mình vẫn có thể làm được. Cho dù thân thể đạo lữ của vô song đại đế không bằng cường giả hoàng cảnh bình thường, nhưng mà dược tính của tùng hạc đan đối với thân thể không có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần ăn vào, hấp thu dược lực tốt, hiệu quả kéo dài tuổi thọ đều giống nhau hơn nữa bản thân tùng hạc đan có hiệu quả chữa trị cơ năng thân thể nghịch thiên tuy rằng không làm cho nội thương tự động khỏi hẳn thế nhưng chữa trị một bộ phận cơ năng thân thể vẫn là chuyện không phải nói chơi huống chi bản thân đạo lữ của vô song đại đế không phải là suy yếu bình thường mà là do nội thương tạo ra dưới loại tình huống này hiệu quả của tùng hạc đan có lẽ sẽ rất tốt kéo dài tuổi thọ đơn thuần vãn bối từng nghe qua một loại đan dược gọi là tùng hạc đan có thể kéo dài hơn ngàn năm tuổi thọ cho cường giả hoàng cảnh giang trần cũng không dối lừa vô song đại đế tùng hạc đan vô song đại đế rung động lão phu từng nghe nói qua một loại vạn thọ đan không biết tùng hạc đan này có gì khác nhau với vạn thọ đan vạn thọ đan đó là đan dược địa cấp tùng hạc đan là đan dược thiên cấp bản chất đã khác nhau hơn nữa tùng hạc đan này so với đan dược thiên cấp bình thường còn khó luyện chế hơn nhiều giang trần nói chi tiết thế gian có loại đan dược thần kỳ như vậy sao vô song đại đế vô cùng vui vẻ hai tay không ngừng trà sát, đi đi lại lại tại chỗ. Giang Trần cười, gật đầu. Tùng hạc đan này có thể cầu ở nơi nào? Vô song. Đại đế đột nhiên nhướng mày, dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn qua Giang Trần. Khỏa đan dược này một trưởng bối của ta đã từng luyện chế qua. Ta nhớ trên người trưởng bối ta còn loại đan dược này. Giang Trần hiện tại rất muốn đem tùng hạc đan ra. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn khống chế được cảm xúc của bản thân. Tuy rằng phẩm hạnh của vô song đại đế quả thực không tệ, thế nhưng dù sao còn tiếp xúc chưa lâu nhân tình này giang trần định cấp cho đối phương thế nhưng hắn quyết định nên chỉ hoãn một chút vô song đại đế cũng không biết trong lòng giang trần hiện tại đang nghĩ gì trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi và vui mừng vậy trưởng bối của ngươi hiện tại ở đâu khỏa đan dược của hắn có bằng lòng bán ra hay không tuy rằng của cải của lão phu không nhiều thế nhưng nguyện ý dâng tất cả chỉ cầu một khỏa đan dược mà thôi vô song đại đế kiên quyết nói hiển nhiên trong lòng hắn, thiên kim có thể mất đi, cơ hồ tất cả tài vật, cơ hồ tất cả gia sản trong nháy mắt cũng có thể dâng lên hết, chỉ vì cầu một khỏa đan dược kéo dài tuổi thọ. Hiện tại vãn bối không có cách nào hứa hẹn điều gì, nhưng mà nếu như ta yêu cầu trưởng bối, yêu cầu một khỏa tùng hạc đan, vấn đề không lớn, chỉ là tạm thời người hiện tại không ở trong cương vực nhân loại. Nhưng mà đại đế cũng không cần lo lắng, người nhất định sẽ tới cương vực nhân loại tìm ta. Trong vòng 3 tới 5 năm, Giang Trần tin rằng vô song đại đế vẫn có thể chờ được lúc này vô song đại đế vô cùng kích động hai tay hung hăng nắm chặt khiến cho những đốt ngón tay kêu lách cách không ngừng đi đi lại lại tại chỗ nói quá tốt quá tốt tiểu huynh đệ nếu như nhận được khỏa đan dược này ngươi muốn gì lão phu cho ngươi cái đó lão phu lấy ra được nhất định sẽ dâng ra cho dù lão phu không lấy ra được cho dù phải vượt qua núi đao biển lửa lão phu cũng mang tới cho ngươi những năm gần đây không có tin tức nào khiến cho vô song đại đế phấn chấn như vậy hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm thứ nhận được chỉ là cái lắc đầu lắc đầu thế nhưng lúc này trong lúc vô tình tham dự thưởng kim lôi đài trong lúc vô tình lại khiến cho hắn gặp được quý nhân tìm được một đường sinh cơ tuy rằng đường sinh cơ này còn chưa xác định thế nhưng đã đủ để cho vô song đại đế điên cuồng rồi tiểu huynh đệ tùng hạc đan này thực sự có thể kéo dài tuổi thọ hơn ngàn năm cho cường giả hoàng cảnh không kích động qua đi vô song đại đế có chút lo được lo mất nói điểm này mong đại đế yên tâm công hiệu của vạn thọ đan có lẽ đại đế đã lý giải qua, tùng hạc đan chỉ là một bản thăng cấp của vạn thọ đan mà thôi. Chỉ là kỹ thuật của tùng hạc đan gấp trăm lần vạn thọ đan. Quả thực vô song đại đế đã từng nghiên cứu qua vạn thọ đan, chỉ là hắn biết rõ, vạn thọ đan tuyệt đối không thể để cho cường giả hoàng cảnh sử dụng, cho nên hắn mới cố nén sự hấp dẫn của nó, không để cho đạo lữ phục dụng. Thấy Giang Trần chắc chắn như vậy, vô song đại đế đã tin phân nửa. Vô song đại đế mặc dù không có chư thiên tuệ nhãn như khổng tước đại đế, nhưng mà là một đại đế, con mắt nhìn người vẫn có một chút, nếu như là người trẻ tuổi, táo bọ bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng mà người trẻ tuổi này lại có một loại khí độ, khiến cho Vô Song đại đế hắn không có cách nào sinh ra hoài nghi với hắn. Hắn cảm giác, cảm thấy đây là một người trẻ tuổi có thể ngang hàng với hắn, một người trẻ tuổi thâm bất khả chắc. Chương 1772, bạn vong niên 2. En vong niên 2, nếu như nói trước đó Vô Song đại đế đối với việc Giang Trần tới từ Vạn Uyên đảo có chút hoài nghi, thế nhưng giờ phút này hắn đã tin chín thành chín rồi. Cho dù không phải tới từ vạn Nguyên đảo, lai lịch người trẻ tuổi này tuyệt đối không tầm thường. Được, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng gọi ta một tiếng tiền bối, đại đế nữa. Lão phu gọi là mạch vô song, ngươi cứ gọi ta là mạch lão ca là được. Chuyện này làm sao có thể? Không sao, không sao cả. Vô song đại đế liên tục nói, nếu như ngươi có thể đem tới một đường sinh cơ, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Trước mặt ân nhân, lão phu làm sao dám tự cho mình là tiền bối cơ chứ giang trần cười cười đó là chuyện sau này sau này hãy nói đúng rồi tiền bối đạo lữ ngài cụ thể ở nơi nào nếu như để cho tiểu tử nhìn một chút có lẽ có thể nắm giữ thêm tin tức tương lai khi nhìn thấy trưởng bối ta cũng có thể nói rõ một chút xin lão nhân ra nghĩ biện pháp vị tiền bối này hẳn là ân sư thụ nghiệp của ngươi sao vô song đại đế không nhịn được mà hỏi có thể nói là như vậy giang trần cười cười dù sao lão sư này từ khi còn ở thiên quế vương quốc hắn đã bịa ra đến đan kiền cung đến lưu ly vương thành ai cũng biết hắn có lão sư là thế ngoại cao nhân đã coi lão sư không tồn tại thành chân thật như vậy thì vẫn nên tiếp tục thì tốt hơn vậy lão nhân gia nhất định là đan đạo đại sư siêu việt đế cấp a trong mắt của vô song đại đế tràn ngập vẻ chờ mong đúng vậy tu vi đan đạo của lão nhân gia ở vạn uyên đảo tuyệt đối là tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay vẻ mặt giang trần nghiêm túc khiến cho người ta căn bản không có cách nào hoài nghi hắn Quá tốt. Vô Song đại đế vỗ đùi, tiền bối cao nhân như vậy nhất định có biện pháp. Không thể tưởng tượng được Mạch Vô Song ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng quý nhân lại ở nơi này. Ha ha, tiểu huynh đệ, từ nay về sau ngươi cứ gọi ta là Mạch lão ca, ngươi lại gọi tiền bối ta không trả lời đâu. Vô Song đại đế xuất thân là tán tu, so với những đại đế khác quả thực dễ nói chuyện hơn nhiều. Giang Trần thấy hắn cố kiên trì như vậy cũng thuận tiện bỏ lên, gật đầu nói, vậy tiểu tử cả gan gọi người một tiếng là mạch lão ca, ha ha, nên như thế, nên như thế. Tâm tình của vô song đại đế lập tức tốt hẳn lên, nói, đi, thưởng kim lôi đài sắp bắt đầu rồi. Đi hai bước, bỗng nhiên hắn vỗ đầu nói, nhìn đầu óc của ta này, thiếu chút nữa quên nói cho người biết, a, à, vận ta sắp xếp ở tà nguyệt thượng vực, tà nguyệt thượng vực. Giang trần nghe thấy bốn chữ này không nhịn được cả kinh, Ồ. vô song đại đế thấy hắn cả kinh như vậy, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn hỏi tiểu huynh đệ người đã từng đi qua chỗ đó sao không có đi qua nhưng mà đã từng nghe qua nơi này nơi này ở khu vực tây bắc của bát vực cũng không tính là cách quá xa đan hỏa thành nghe nói nơi đó là địa bàn của nguyệt thần giáo đúng vậy đó đúng là địa bàn của nguyệt thần giáo vô song đại đế gật đầu giang trần cũng không có tiếp tục hỏi địa phương kế tiếp hắn muốn đi là tàng nguyệt thượng vực thế nhưng không ngờ rằng đạo lữ của vô song đại đế lại ở trên tàng nguyệt thượng vực chuyện này có chút trùng hợp Tiểu huynh đệ, ngươi có cử oán với nguyệt thần giáo sao? Vô song đại đế có nhãn lực vô cùng tốt, phát hiện ra trong thanh âm của Giang Trần có chút khác thường. Không có, chỉ là vừa vặn muốn đi tới đó nghe một chút tin tức mà thôi. Giang Trần tự nhiên sẽ không ngốc tới mức thừa nhận mình có cử oán với nguyệt thần giáo. Vô song đại đế cười to, tốt, vậy thì tiện đường rồi. Đến lúc đó đi cùng Lão Phu, nếu như có chỗ nào cần dùng Lão Phu, cứ việc mở miệng. Lão Phu sẽ nghe theo ngươi sai bảo. Hai người cười cười nói nói từ bên trong đi ra đi tới thưởng kim lời ôi đài cảnh này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhất là những tổng lôi chủ kia càng có chút hâm mộ ghen ghét bọn họ cũng là tổng lôi chủ đã từng thử thăm dò nịnh bợ qua vô song đại đế mặc dù vô song đại đế không làm bọn họ mất mặt thế nhưng cũng không thể nói là quá nhiệt tình thế nhưng mà tiểu tử trẻ tuổi này lại có thể thân cận với vô song đại đế như vậy thậm chí có người cảm thấy nói không chừng tiểu tử này đang lừa đảo Đừng nói là những tổng lôi chủ kia, ngay cả Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông Đại Sư, thái độ của vô song đại đế đối với hai người bọn họ, cũng không có hữu hảo bằng đối với người trẻ tuổi kia. Trong lúc nhất thời Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông, đại sư càng thêm hứng thú đối với người trẻ tuổi này. Rốt cuộc trên người trẻ tuổi kia có bao nhiêu bí mật, có thể khiến cho vô song đại đế bảo vệ hắn có thừa như vậy. Có vết xe đổ của Nam Cung gia tộc, kế tiếp thưởng kim lôi đài thuận lợi tới dị thường, không có ai dám ăn gan hùm mật báo tới quấy rối ai cũng không muốn mình phải thừa nhận lửa giận của vô song đại đế. Như thế, sinh ý ba bốn ngày kế tiếp cũng càng ngày càng tốt. Đảo mắt thời gian 12 ngày đã qua, ba ngày cuối cùng đã tới. Thời khắc cao trào nhất của thưởng kim lôi đài cũng đã tới. Thưởng kim lôi đài tổng cộng chỉ có nửa tháng, 12 ngày đầu là thời gian thông thương. Mà ba ngày cuối cùng mới được coi là ba ngày điên cuồng nhất của thưởng kim lôi đài. Trong ba ngày này, các vấn đề cao cấp sẽ xuất hiện. Cao cấp, đương nhiên là vấn đề cấp trí tôn, vấn đề trí tôn này không đơn thuần là do những người tới thưởng kim, lôi đài lần này nêu lên, mà kể cả những vấn đề trước kia không có hoàn thành, tịnh phần điện tích lũy được sẽ mang ra. Ba ngày cuối cùng này, một ít vấn đề nho nhỏ ngay cả tư cách tiến vào cũng không có. Ba ngày cuối cùng này, chỉ có vấn đề lục cấp mới có tư cách xuất hiện ở trên thưởng kim lôi đài. Cũng có thể nói là, ba ngày cuối cùng này, phàm là vấn đề xuất hiện trên thưởng kim lôi đài, giải thưởng ít nhất cũng phải là 100 vạn thánh linh thạch giải thưởng thấp hơn, căn bản không có tư cách tiến lên lôi đài. Bởi như vậy, đại đa số vấn đề thấp đều bị ngăn ở bên ngoài. Đương nhiên, có thời gian 12 ngày kia, đại đa số vấn đề thấp nên hỏi cũng đã hỏi rồi. Nhìn từ bên Giang Trần có thể nói, trong vòng 12 ngày vừa qua, tổng số linh, thạch những phân lôi chủ của tổng lôi đài thu được ít nhất, cũng được 2-3 ngàn vạn thánh linh thạch. Một ít người thực lực cường hãn, hoặc là được Giang Trần coi trọng, thu hoạch còn hơn nữa, lấy Lâm Yến Vũ làm ví dụ, kim ngạch của một mình hắn vượt qua một ức. Mà Lâm Chí Vinh cũng nghiêm túc, tiểu tử này thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nội tình vẫn tương đối thâm hậu, vậy mà cũng kém Lâm Yến Vũ một ít. Chương 1773, vấn đề trí tôn 1. Em đề trí tôn. Một ba ngày cuối cùng, những vấn đề cao cấp không ngừng xuất hiện, có lẽ còn có thêm nữa. Có cơ hội phát tài cũng không chừng. Tất cả mọi người đều xoa tay, chuẩn bị làm lớn trong vòng 3 ngày cuối cùng này cao phó điện chủ đứng ở chỗ cao, lớn tiếng nói, chư vị, ba ngày cuối cùng này là ba ngày đặc sắc nhất của thưởng kim lôi đài. Là phần áp trục của thưởng kim lôi đài. Lần này chúng ta đã thu thập được 12 vấn đề cấp trí tôn. Trừ những vấn đề này ra, chúng ta còn đem 12 vấn đề trí tôn đã tích lũy từ trước ra nữa. Cũng có thể nói là, vấn đề phân tới tay mỗi một tổng lôi chủ các ngươi bình quân, sẽ có hai vấn đề cấp trí tôn. Rốt cuộc các ngươi nắm bắt được bao nhiêu phải dựa vào các ngươi. Cao mỗ chỉ có một câu, toàn bộ dựa vào bổn sự. Trừ vấn đề cấp trí tôn ra, ba ngày này, chỉ có vấn đề ngoài lục cấp mới có tư cách tiến lên. Những vấn đề này tiến hành giống như trước đó. Nhưng mà hình thức của vấn đề cấp trí tôn lại bất đồng. Hình thức của vấn đề trí tôn bất đồng với những vấn đề trước. Giang Trần nghe vậy cũng nhìn về phía cao phó điện chủ. Hiển nhiên hắn cũng muốn biết vấn đề trí tôn này ra sao. Chẳng lẽ tính chung chung, bình quân mỗi người hai cái. 12 tổng lôi chủ, mỗi người đều được phân hai vấn đề trí tôn. Cao phó điện chủ tiếp tục nói, nhưng mà mỗi một người được phân hai vấn đề trí tôn không có nghĩa là hai vấn đề này, nhất định là của ngươi. Mỗi một vấn đề trí tôn tới tay, các ngươi phải căn cứ vào thực lực và nội tình của mình mà phán đo ná. Nếu như cảm thấy mình không có lực hoàn thành, nhất định phải kịp thời nhường lại. Sau ba thời thần, nếu như không kịp thời nhượng lại chúng ta coi như ngươi đã tiếp nhận vấn đề. Nếu như tiếp nhận vấn đề cuối cùng lại không có hoàn thành, ngươi phải trả đủ số kim ngạch tương đương với cấp độ của vấn đề này vừa nói xong những lời này giang trần cuối cùng cũng hiểu ra hóa ra vấn đề cấp trí tôn này cũng không phải là phân phối bình quân thu vấn đề tới tay nếu như không giải quyết được phải nộp lên bằng không lúc đó còn phải nộp tiền bồi thường như vậy những vấn đề này giống như củ khoai lang bỏng tay trong ba thời thần nếu như kịp thời nhượng lại vấn đề những tổng lôi chủ khác cũng có thể tiếp nhận tổng lôi chủ nhượng lại vấn đề không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào có thể nói người tiếp nhận nếu như cuối cùng không có hành thành cũng phải trả tiền phạt ngang số kim ngạch của vấn đề. Nếu như người tiếp nhận cuối cùng hoàn thành vấn đề này, sẽ phải xuất ra một thành cho tổng lôi chủ nhượng lại vấn đề, coi như là ban thưởng. Giang Trần xem như triệt để hiểu rõ. Nếu như thu vấn đề mà không giải quyết nổi, biện pháp tốt nhất chính là nhượng lại cho người khác. Nếu như nhượng lại, nếu như người kia có thể giải quyết được, còn có thể thu được một thành kim ngạch. Nếu như không giải quyết thì người kia sẽ phải nộp phạt. Vấn đề trí tôn này quả nhiên thú vị, cũng càng nghiêm ngặt như vậy, Giang Trần đối với vấn đề trí tôn này có chút chờ mong. Dù sao vấn đề trí tôn thần thần bí bí như vậy, giải thưởng nhất định sẽ vô cùng cao. 3.000 vạn thánh linh thạch chỉ là giá khởi điểm, còn không ngừng lên cao nữa. Cũng có thể nói là, bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề có vài ức cũng không phải là chuyện khoa trương gì. Quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề cấp trí tôn này sẽ không đơn thuần là nhận được số tiền thưởng kia, còn được nổi danh. Vấn đề trí tôn áp trục nếu như được giải, hiển nhiên sẽ nhận được sự chú ý của mọi người chỉ là cũng không phải ai cũng giải quyết được vấn đề như vậy tổng lôi chủ hoàn thành vấn đề cấp trí tôn nhất định là danh lợi song thu thứ giang trần muốn hiện tại chính là danh lợi song thu cũng may trong lúc cạnh tranh mộc cao kỳ có thể có được đủ quyền lên tiếng có thể chiếm được tiên cơ tốt hiện tại mời tất cả tổng lôi chủ rút ra hai vấn đề trí tôn a à, những vấn đề trí tôn này giải thưởng cũng có khác biệt rất lớn rút thăm được bao nhiêu kim ngạch đều nhìn vào vận may của chư vị tuy rằng chuyện này nhìn vào vận khí thế nhưng kim ngạch cao cũng không nhất định là tốt dù sao kim ngạch cao độ khó nhất định sẽ càng lớn độ khó quá lớn rút được cũng không có ý nghĩa gì dù sao rất nhiều vấn đề ở tịnh phần điện đã quá lâu rồi thậm chí mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng không có người nào giải quyết được loại vấn đề cao cấp như vậy kim ngạch càng cao cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào thiệu huynh đệ có muốn ta lên rút giúp ngươi hay không lâm chí vinh cười nói gần đây vận may của ta rất tốt Ngươi không biết đâu, từ nhỏ ta thích đánh bạc như mạng, một khi ta đánh muốn cái gì là có cái đó. Cho nên ở đây phàm là những sòng bạc kia, nhìn thấy ta đều khách khí không có ta vào cửa. Giang Trần không để ý tới Lâm Chí Vinh đang tự đề cử mình, mà đi lên trên lôi đìa. Cho dù vận may của Lâm Chí Vinh tốt, loại chuyện này Giang Trần cũng không muốn tìm người làm thay. Vô song đại đế, ngài là tổng lôi chủ thứ nhất, ngài rút trước đi. Cao phó điện chủ cực kỳ cung kính, ý bảo vô song đại đế rút trước ai trước ai sau, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao ai cũng không nhìn được nội dung vấn đề bên trong. Vô song đại đế cũng không sĩ diện, tiện tay rút ra hai cái, sau đó trở lại tổng lôi đài của mình. Vị thứ hai chính là thanh phượng đan vương, hắn cũng tiện tay rút ra hai cái. Đến phiên vương học thông, vương học thông đại sư cười nói với Giang Trần sau lưng, tiểu huynh đệ, hay là lão đầu này để cho tiểu huynh đệ rút trước. Trước sau đều nhu nhau, vương đại sư rút trước đi, giang trần cũng không cảm thấy gì rút trước rút sau đều giống nhau cả vương học thông cười hắc hắc hai tay liên tục trà sát nói hy vọng có thể rút ra hai vấn đề trí tôn thích hợp một chút quá thấp hoặc là quá cao đều không có ý nghĩa a à. vương học thông nói một phen, nói ra tiếng lòng của mọi người vấn đề trí tôn này không ngừng kéo dài lên trên rút thăm tự nhiên là cầu vấn đề thích hợp với mình na ah. hát sau khi vương học thông rút xong liền tới phiên giang trần một mình giang trần kiêm hai tổng lôi đài cho nên hắn có thể rút tới bốn vấn đề trí tôn. Đây cũng là chỗ ưu thế của hắn. Hai là vấn đề trí tôn về đan đạo, hai là vấn đề trí tôn lĩnh vực tổng hợp. Bốn quyển trục tới tay, Giang Trần cũng trở về lôi đài của mình. Lâm Chí Vinh lúc này gấp gáp tới mức khó dằn nổi. "Mau nhìn xem, mau nhìn xem." Lâm Yến Vũ có chút không vui nói, "Các hạ dường như có chút đi quá giới hạn a. Vấn đề trí tôn này tổng lôi chủ có quyền ưu tiên, Tổng lôi chủ không muốn tự mình do động thủ thì mới tới phiên phân lôi chủ phía dưới. Cũng không phải Lâm Yến Vũ cảm thấy Lâm Chí Vinh này đoạt danh tiếng của sư tôn mình, mà hắn cảm thấy Lâm Chí Vinh này làm như vậy là rất vô lễ với sư tôn mình. Chương 1774 vấn đề trí tôn 2 em đề trí tôn Hai Lâm Chí Vinh ngược lại vô cùng hiền hòa, chỉ cười hắc hắc, yên tâm yên tâm, ta sẽ không đoạt, ta chỉ muốn nhìn xem vấn đề trí tôn này rốt cuộc là dạng gì mà thôi. Giang Trần xoay người toàn bộ bốn vấn đề trí tôn đều được treo trên lôi đài rồi nói, tất cả mọi người nhìn một chút di đê. Giang Trần cũng nghiêm túc, vấn đề để cho mọi người xem, để mọi người hiểu rõ một chút. Mọi người thấy tổng lôi chủ hào phóng như vậy, cũng sững sờ, đều nhao nhao nhìn qua những quyển trục kia. Một lát sau, biểu lộ của cả đám vô cùng uể oải, hiển nhiên bốn vấn đề này lập tức phá vỡ mộng tưởng của những người này. Đừng nói là hoàn thành, cho dù là hiểu rõ bốn vấn đề trí tôn này bọn họ cũng cảm thấy khó khăn. Vấn đề trí tôn, bất luận một vấn đề nào không phải là thật giả lẫn lộn. Mỗi một vấn đề đều có độ khó cực cao, là vấn đề mà người nêu ra đã nghĩ vỡ đầu mà cũng không ra được. Bằng không mà nói, người ta làm sao lại dùng cái giá cao như vậy chứ? Lâm Chí Vinh thở dài nói, "Rất khá, thấp nhất cũng là 800 ngàn vạn thánh linh thạch, cao nhất thậm chí còn có vấn đề tới 5 ức vạn thánh linh thạch." "Trời ơi! Thiệu Lôi chủ, vận may của ngươi tốt tới nghịch thiên a, à, dù cho ta đi rút, cùng lắm cũng chỉ như vậy." tiểu tử này một mặt tán thưởng, một mặt không quên tự biên tự diễn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi ai cảm thấy phù hợp thì có thể chọn lựa. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người rung động. Thế nhưng tất cả đều ca thán không thôi, bọn họ cũng muốn chọn, thế nhưng mà không có thực lực kia a. Lâm Chí Vinh vô cùng phiền muộn nói, đáng tiếc a, à, mấy nhiệm vụ này đều không hợp khẩu vị của ta. Tính ra vấn đề trí tôn vẫn không thích hợp với ta a, à. vấn đề trí tôn, nhất định là không thích hợp với phân lôi chủ bình thường. Cho dù là tổng lôi chủ, đại đa số cũng chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì. Vấn đề dưới một ức vạn thánh linh thạch, có lẽ cũng không thiếu vấn đề được hoàn thành. Vấn đề vượt qua một ức vạn thánh linh thạch, trên cơ bản độ khó đã vượt qua mức mà tổng lôi chủ bình thường có thể giải đáp được. Lâm Yến Vũ luôn im lặng, hắn luôn cân nhắc và suy nghĩ hai vấn đề trên phương diện đan đạo kia. Hai vấn đề này một là tám vạn thánh linh thạch, một là năm ức vạn thánh linh thạch, khoảng cách giữa hai vấn đề này rất lớn. Vấn đề năm ức vạn kia, Lâm Yến Vũ nhìn vào đã thấy choáng vắng đầu óc, căn bản không dám nghĩ tới cái kia. Còn lại vấn đề 800 vạn thánh linh thạch kia, Lâm Yến Vũ cảm thấy dường như có chút suy nghĩ ra. Yến Vũ, chọn một cái đi. Giang Trần mang theo nụ cười cổ vũ nói với Lâm Yến Vũ. Trên mặt Lâm Yến Vũ hiện lên vẻ kích động, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần hoàn thành vấn đề cấp bậc 800 vạn thánh linh thạch kia. Nhưng mà hắn cảm thấy mình vẫn có một chút hy vọng. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập cổ vũ của sư tôn, Lâm Yến Vũ cũng cắn răng một cái, vậy ta sẽ chọn một. Nghe Lâm Yến Vũ nói vậy, những phân lôi chủ khác đều giật mình nhìn qua Lâm Yến Vũ, hiển nhiên bọn họ giật mình vì không ngờ dũng khí của Lâm Yến Vũ lại lớn tới như vậy. Trước đó hai tổng lôi đài của Giang Trần tổng cộng có 18 phân lôi chủ, tất cả mọi người đối với việc Giang Trần luôn thiên vị Lâm Yến Vũ có chút không phục, nhưng mà trong lòng bọn họ tuy rằng không phục, thế nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao tổng lôi chủ có quyền lực rất lớn, hắn nguyện ý cho ai vấn đề thì người đó được hưởng đây là quyền lực vốn có của tổng lôi chủ với tư cách là phân lôi chủ chỉ có thể phục tùng an bài của tổng lôi chủ nhưng mà ở sâu trong lòng rất nhiều người vẫn là không phục bởi vì lâm yến vũ còn trẻ tuổi làm cho bản năng bọn họ có một loại mâu thuẫn và khinh thị từ tận đáy lòng cảm thấy người trẻ tuổi này dựa vào cái gì mà có ưu thế hơn bọn họ đơn giản chỉ là trẻ tuổi mà tổng lôi chủ cũng là người trẻ tuổi giữa người trẻ tuổi với nhau có cùng chung tiếng nói cho nên mới thiên vị như vậy sao? Hiện tại tổng lôi chủ đã lên tiếng, ai nguyện ý nhận vấn đề trí tôn này cứ việc mở miệng. Thế nhưng mà không ai dám cam đảm đi chọn, bởi vì mọi người đều biết, vấn đề trí tôn này căn bản mọi người không làm được. Cho nên chọn cũng chỉ để đó mà thôi. Không hoàn thành còn phải trả tiền bồi thường, hiển nhiên không phải là lựa chọn tốt. Những thiên tài như bọn họ có bao nhiêu gia sản cơ chứ? Nếu như bị bồi thường tiền, cho dù lợi nhận những ngày qua cộng lại đoán chừng, cũng không đủ để đền bù một vấn đề trí tôn. Dưới sự cổ vũ của Giang Trần, Lâm Yến Vũ nhận lấy vấn đề chí tôn 800 vạn thánh linh thạch kia. Vấn đề này ở trong những vấn đề chí tôn kia có cấp bậc xem như tương đối thấp, nhưng mà dù vậy cũng khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ vì Lâm Yến Vũ. Tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trong lòng vẫn có chấn động không thôi. Giang Trần thấy Lâm Yến Vũ nhận lấy nhiệm vụ, lại nhìn chung quanh một vòng, nói, "Có ai nguyện ý nhận không?" Giang Trần không muốn để cho những người này có ý kiến sau lưng hắn biết rõ nội tình và thực lực của những phân lôi chủ này những vấn đề này bọn họ nhất định không trả lời được hỏi như vậy chỉ là muốn cho mọi người cảm thấy công bằng mà thôi không ngoài dự liệu của giang trần không có ai tiến lên nhận lấy vấn đề hiển nhiên mọi người đối với khoản bồi thường kinh người kia có chút e ngại ngẫm lại sau khi nhận mà không trả lời được còn phải bồi thường khá lớn xem xét ra mọi người lập tức hãi hùng khiếp vía đâu còn dũng khí nhận nữa giang trần gật gật đầu nói mọi người đã không có hứng thú như vậy những vấn đề khác mọi người có thể như cũ mà tiếp nhận. Giang Trần thu lại ba vấn đề trí tôn, đặt lên trên tổng lôi đài. Mọi người nhìn thấy động tác này đều cảm thấy khó hiểu. Có ý gì? Ba vấn đề này đều thu lại, chẳng lẽ, chẳng lẽ? Tổng lôi chủ muốn nhận toàn bộ ba vấn đề này hay sao? Ba vấn đề còn lại, một vấn đề đan đạo giải thưởng là 5 vạn ức thánh linh thạch. Hai vấn đề còn lại là vấn đề thuộc lĩnh vực tổng hợp. Một là hơn một ức, một là hai ức. Cộng lại đã hơn 8 ức vạn thánh linh thạch A chẳng lẽ tổng Lôi chủ nhận toàn bộ? Cái này, quá nghịch thiên a, à, có lẽ không có khả năng, có lẽ sau ba thời thần, đoán chừng hắn cũng phải nhượng lại. Những phân Lôi chủ phía dưới trong lòng đều âm thầm suy đoán như vậy, bị hành động này của Giang Trần làm cho trong lòng bất ổn, tâm tình hoàn toàn rối loạn. Giang Trần cũng không để ý tới các loại suy đoán, hắn ngồi ở trên tổng Lôi đài, nhắm mắt dưỡng thần. Ba vấn đề kia hiện tại hoàn toàn hiện lên trong đầu hắn. Giờ phút này hắn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết ba vấn đề kia. Vấn đề đan đạo kia thực sự có độ khó không nhỏ. Chương 1775, đan hỏa thành kinh người, có thể treo thưởng 5 vạn ức thánh linh thạch, đủ để thấy được độ khó của vấn đề này. Hơn nữa, trên quyển trục của vấn đề này còn ghi rõ, vấn đề này đã ở trong tịnh phần điện 800 năm. 800 năm không có ai hoàn thành, đủ để thấy được độ khó của nó cao bao nhiêu. Kỳ thực lại nói, vấn đề này cũng không có phức tạp chỉ là một đan phương một đan phương thượng cổ bên trong thiếu hai loại tài liệu nhưng mà hai loại tài liệu thiếu thốn này lại vô cùng quan trọng giang trần nhìn thấy người treo thưởng đan phương thượng cổ này rõ ràng không phải là tới từ đan hỏa thành mà là tới từ một tông môn nhất phẩm trên bát vực khác nhưng mà tông môn nhất phẩm này không có giao tình hoặc là thù hận gì với giang trần vị trí kỳ thực cách lưu ly vương thành gần hơn một chút nếu như là vấn đề ở đan hỏa thành giang trần chắc chắn sẽ không cân nhắc hắn cũng không muốn giúp đan hòa thành giải quyết vấn đề hiện tại giúp đan hòa thành giải quyết vấn đề tương đương với việc trợ trụ làm ngược nuôi hổ gây họa đan phương thượng cổ này không ngờ lại truyền lưu ở thần uyên đại lục cũng có chút ngoài ý muốn a à, đan phương này tuy rằng toàn là linh dược thiên cấp thế nhưng coi như là đan tiên cấp bậc chư thiên cũng chưa chắc đã bổ sung được đan phương này đối với đan phương này tuy rằng giang trần không có xác định trăm phần trăm thế nhưng từ một chút tin tức hữu dụng ở bên trên này có thể xác định ra hẳn là hình ý đan thượng cỏ cái gọi là hình ý đe an thượng cổ là một loại đan dược vô cùng kỳ diệu loại đan dược này có thể tay đứt mọc lại xương cốt da thịt cũng vậy chỉ cần thần hồn bất diệt cho dù là nhập vào một đống xương trắng thông qua hình ý đan này cũng có thể tùy tâm sử dụng cải tạo thân thể hình ý hình ý là căn cứ vào ý định của mình tạo ra ngoại hình loại đan dược này được gọi là đan dược thiên cấp thế nhưng thực ra đã siêu việt thiên cấp là đan dược thiên vị chân chính thiên cấp và thiên vị cấp vẫn có khác biệt cái gọi là thiên cấp vẫn là đan dược thế tục là đan dược chưa chịu qua khảo nghiệm của thiên địa pháp tắc mà đan dược thiên vị cấp chân chính thông qua thiên địa pháp tắc khảo nghiệm là đan dược thiên địa tạo hóa chân chính thiên cấp thiên cấp trên thực tế là đan dược đế cấp chỉ là ở lĩnh vực đan đạo vì muốn dễ gọi một chút cho nên mới có tên là đan dược thiên cấp trên thực tế đan dược thiên cấp linh dược thiên cấp đều tương đương với đế cấp mà thôi đương nhiên hình ý đan thượng cổ này bản thân nó kỳ thực ở chư thiên đại thế giới cũng là một loại đan dược thiên vị cấp thậm chí hình thái cao nhất còn cao hơn thiên vị cấp rất nhiều cũng có thể nói là hình ý đan thượng cổ này là một loại đan dược có thể tiến dai kém cỏi nhất cũng là thiên cấp tiếp cận thiên vị cấp mà hình thái cao nhất là siêu việt thiên vị cấp chính là thần đan đương nhiên hình ý đan đa số chỉ dùng cho những người có thực lực võ đạo mạnh mẽ kia sau khi thân thể bọn họ tan vỡ bằng vào thần hồn cường đại lần nữa kiến tạo thân thể trước mặt sống chết hình ý đan không có tác dụng gì bởi vì tử vong chính thức không đơn thuần là thân thể bị diệt vong sụp đổ mà thần hồn cũng bị diệt vong hình ý đan này có thể khiến cho da thịt xương cốt tái tạo lại thế nhưng lại không thể làm cho thần hồn sống lại cho nên hình ý đan thượng cổ này tuy rằng rất tốt thế nhưng thực sự không có cao hơn tùng hạc đan là bao về cấp bậc tùng hạc đan có ưu thế mà hình ý đan không có đương nhiên bản thân hình ý đan thượng cổ là một loại đan dược vô cùng cao cấp loại đan dược này đối với rất nhiều cường giả mà nói quả thực là một loại đông nam á dược vô cùng hữu dụng rất nhiều cường giả đỉnh cấp khi bọn họ cảm thấy thân thể bản thân sắp già yếu sẽ nghĩ biện pháp thần hồn xuất khiêu đi tìm thân thể thích hợp để đoạt xá mà quá trình thần hồn xuất khiếu để đoạt xá này vô cùng nguy hiểm dưới tình huống bình thường cũng sẽ không lựa chọn phương thức cực đoan này mức độ nguy hiểm cực cao làm không tốt sẽ bị thần hồn câu diệt hình ý đan thượng cổ thì có thể khiến cho quá trình đoạt xá này nhẹ nhõm hơn nhiều cũng an toàn hơn, đồng thời về sau dung hợp sẽ nhanh hơn. Hình ý đan này đã không phải của đan hỏa thành, Giang Trần quyết định nhận vấn đề này, năm ức vạn thánh linh thạch. Đây là bút tài phú cực lớn, ngu sao mà không làm khoản sinh ý này? Lại nói, hình ý đan thượng cổ này sau này cũng chưa hẳn đã dùng được. Hình ý đan thượng cổ căn cứ vào cấp bậc bất đồng, tài liệu của hình ý đan này cũng vô cùng giống nhau. Đan phương này hiển nhiên là hình ý đan cấp độ không cao, cấp bậc tương đối thấp, thậm chí có thể nói là tồn tại thấp nhất căn cứ vào các tài liệu giang trần phỏng đoán lại kết hợp với đan phương hình ý đan thượng cổ mà hắn từng nghiên cứu rất nhanh đã suy đoán ra hai loại tài liệu thiếu thốn bên trong đan phương bất kể là hình ý đan thượng cổ cấp bậc gì nguyên lý đan đạo đều giống nhau chỉ cần giang trần hiểu được nguyên lý của hình ý đan thượng cổ này muốn suy đoán ra hai loại tài liệu khác tự nhiên cũng không có chút khó khăn nào vấn đề đan đạo nhìn như phức tạp kỳ thực vẫn chỉ có tám chữ kia người không hiểu khó người hiểu không khó đối với người không hiểu vấn đề cho dù có đơn giản cũng trở thành khó đối với người hiểu mà nói có khó hơn nữa cũng không là khó vấn đề hình ý đan này giang trần trên cơ bản đã có suy nghĩ hai vấn đề thuộc lĩnh vực tổng hợp kia kỳ thực cũng có một chút suy nghĩ trong đó một là về trận pháp đây là một pháp đồ là trận pháp đồ mà yêu cầu của vấn đề này đó chính là hoàn thiện trận pháp đồ này giang trần nhìn kỹ trận pháp đồ này càng nhìn càng giật mình trận pháp đồ này không ngờ lại nhất mạch tương thừa với đan tiêu cổ phái phát hiện này khiến cho giang trần rất là giật mình cân nhắc kỹ giang trần lại phát hiện ra trận pháp đồ này rõ ràng là mô phỏng một trong thập đại trận pháp của đan tiêu cổ phái trên trận bàn kia mấy năm gần đây giang trần luôn bận rộn đối với trận pháp của đan tiêu cổ phái thời gian nghiên cứu tuy rằng không dài thế nhưng đan tiêu trận bàn này giang trần vẫn tương đối dụng tâm lĩnh ngộ đan tiêu trận bàn mô phỏng thập đại trận pháp mỗi một trận pháp nào đều vô cùng lợi hại nếu như giang trần có thể đem toàn bộ uy lực của nó phát huy ra tuyệt đối là vô cùng đáng sợ ồ oh, trận đồ này không ngờ lại là trận pháp của đan tiêu cổ phái quả nhiên là kỳ lạ giang trần nhìn người ra vấn đề nhưng cũng là một tông môn nhất phẩm trên bát vực trên bát vực có bát tông môn nhất phẩm trừ bất diệt thiên đô và cửu dương thiên tông ra nguyệt thần giáo cũng là một tông môn nhất phẩm bên trong kể cả tông môn treo thưởng hình ý đan thượng cổ kia nữa Tên tông môn này gọi là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông. Chương 1776, quyết định của Giang Trần 1. Tê định của Giang Trần. Một mà tông môn treo thưởng trận đồ này cũng là tông môn nhất phẩm, ở khu vực phía đông của Bát vực, gọi là Thiên Thiền Cổ Viện. Giang Trần tấm tắc kêu kỳ lạ, không thể không bội phục lực lan tràn của Đan Hỏa Thành. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, vị trí tương đối gần Lưu Ly Vương Thành, cũng chịu ảnh hưởng của Đan Hỏa Thành, treo giải thưởng ở Đan Hỏa Thành, thiên thiền cổ viện kia ở phía đông bát vực, cách đan hỏa thành cực kỳ xa, thế nhưng cũng treo giải thưởng ở đan hỏa thành. Không thể không thừa nhận, ở phương diện trao đổi võ đạo, đan hỏa thành làm cực kỳ hoàn mỹ. Làm cho đan hỏa thành thực sự trở thành một nơi hạch tâm trên bát vực. Lực ảnh hưởng cơ hồ bao trùm toàn bộ bát vực. Trừ những vùng phía nam chịu ảnh hưởng của lưu ly vương thành ra, địa phương khác, cơ hồ đều bị đan hỏa thành ảnh hưởng. Đây là một loại năng lực bao phủ cực kỳ đáng sợ. Giang Trần càng thâm nhập sâu vào trong đan hỏa thành, càng cảm thấy đan hỏa thành này vô cùng đáng sợ nếu như đan hỏa thành thực sự triệt để vạch mặt với lưu ly vương thành dùng tình huống trước mắt chỉ sợ người có hại chịu thiệt tuyệt đối là lưu ly vương thành thậm chí một chút lo lắng cũng không có giang trần quả thực bị lực ảnh hưởng đan hỏa thành làm cho kinh sợ người lưu ly vương thành đại bộ phận người đều có cảm giác về sự ưu việt cảm thấy là thành trung tâm ở bát vực là nơi hạch tâm của bát vực so sánh với đan hỏa thành giang trần cảm thấy người lưu ly vương thành đã đánh giá thấp đan hỏa thành không nói bọn họ là ếch ngồi đáy giếng thế nhưng quả thực có chút tự cao tự đại thiên thiền cổ viện giang trần lặng lẽ nhớ kỹ cái tên này hắn đã quyết định nếu như có cơ hội nhất định phải đi thiên thiền cổ viện một chuyến trận pháp này khiến cho hắn có chút hứng thú với thiên thiền cổ viện nếu như thiên thiền cổ viện thực sự có quan hệ với đan tiêu cổ p hái như thế là một tín hiệu vô cùng tốt vấn đề này giang trần quyết định tiếp nhận vấn đề kế tiếp là vấn đề rèn đây không phải là vấn đề mà tông môn nhất phẩm tuyên bố mà là một thế lực kém hơn tông môn nhất phẩm trên bát vực tuyên bố thế lực này chuyên rèn thần binh lợi khí ở bát vực rất nhiều tông môn đều có đoán tạo sư của mình nhưng mà đại đa số đoán tạo sư đều không được coi là đỉnh tiêm còn đoán tạo sư đỉnh tiêm chân chính thì ở trong thế lực chuyên làm việc này mỗi một lần giang trần nhìn người tuyên bố vấn đề này đều bị lực ảnh hưởng của đan hỏa thành làm cho khiếp sợ từ bề ngoài đan hỏa thành này chỉ là thế lực dừng chân của đan đạo trên thực tế lực ảnh hưởng của đan hỏa thành đã khoách tán cơ hồ tới lĩnh vực võ đạo không thể không nói đây là điểm mà đan hỏa thành thành công nhất trong lúc vô hình đem lực ảnh hưởng giải tới tất cả lĩnh vực bao trùm tới tất cả các thế lực lớn vấn đề này giang trần không có ý định tiếp nhận rèn thần binh lợi khí tuy rằng giang trần hiểu một chút nhưng hắn vẫn không muốn tiếp nhận vấn đề này thứ nhất tuy rằng giải thưởng của vấn đề này tuy rằng cao thế nhưng rõ ràng độ khó của nó cực lớn ngay cả thế lực chuyên nghiệp như thế này cũng không làm được, nếu như hắn làm được, không khỏi quá mức rợn cả người. Thứ hai hắn cũng không muốn bạo lộ quá nhiều kỹ năng, cũng không muốn bị người ta nhìn chằm chằm vào. Một điểm mấu chốt nhất chính là, thế lực rèn thần binh này lại có quan hệ mật thiết với đan hỏa thành. Đối với thế lực có quan hệ mật thiết với đan hỏa thành, tự nhiên Giang Trần sẽ có cảm giác phản cảm. Cho nên hắn quyết định buông tha cho vấn đề này. Người khác muốn tiếp để cho người khác tiếp đi. Dù sao hắn là người quyết định nhượng lại vấn đề này giang trần nghĩ tới đây mới mở mắt ra hắn cầm lấy quyển trục ghi vấn đề rèn thần binh trực tiếp đi về phía cao phó điện chủ cao phó điện chủ cười ha hả thiệu lôi chủ nhanh như vậy đã có quyết định rồi sao ba vấn đề khác ta nhận vấn đề này không có lực tặng cho mấy vị đồng liêu khác a à, giang trần trực tiếp mở miệng nói cao phó điện chủ sững sờ hắn nhớ rõ giang trần nhận bốn vấn đề cấp trí tôn a làm sao lại nộp lại một chẳng lẽ ba vấn đề khác hắn đều muốn lưu lại sắc mặt cao phó điện chủ khẽ đổi, ánh mắt biến đổi, nói, ý thiệu lôi chủ là ba vấn đề trí tôn khác ngươi xác định muốn tiếp nhận sao? Giang Trần cũng không có phủ nhận, còn hỏi lại, người ra những vấn đề này đều ở lại tịnh phân điện sao? Cao phó điện chủ cười nói, đó là chuyện đương nhiên, nếu như không ở lại, chúng ta sẽ không lấy những vấn đề này ra. Chỉ có vấn đề tùy thời có thể thực hiện thì chúng ta mới lấy ra. Tốt! Giang Trần gật đầu, có ở nơi này là được rồi, bằng không mà nói, Giang Trần cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Cao phó điện chủ lại một lần nữa bị người trẻ tuổi kia làm cho chấn động. Cái vấn đề trí tôn này tượng trưng cho cái gì, cao phó điện chủ so với ai khác còn hiểu rõ hơn. Bình thường trước đó, những vấn đề trí tôn kia, đại bộ phận đều không có người giải đáp được. Mỗi một lần thưởng kim lôi đài, nếu như tuyên bố 10 vấn đề trí tôn, cuối cùng có thể giải quyết được 2-3 vấn đề, tỷ lệ như vậy đã cao lắm rồi. Mà người trẻ tuổi kia rút ra 4 vấn đề cấp trí tôn, lại lưu lại 3, chẳng lẽ tỷ lệ hoàn thành của hắn lại đạt tới mức độ kinh người kia? 7 phần 10, cái tỷ lệ này cũng không khỏi quá dọa người a, nhưng mà cao phó điện chủ rốt cuộc cũng là phó điện chủ một điện, vẫn bảo trì được bình thản. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngăn chặn sự kinh ngạc trong lòng. Hắn nói, Thiệu Lôi chủ, nếu như ngươi xác định nhận lấy ba vấn đề kia, ta có thể lập tức để cho người giao vấn đề tới nói chuyện với ngươi, như vậy là tiện lợi nhất. Giang Trần nghĩ lại, để cho bọn họ ngày mai tới đi ta cần một ngày thời gian suy nghĩ cho thật kỹ. hiệu lôi chủ, ta thiện trí nhắc nhở một câu. Kỳ hạn nhượng lại vấn đề là ba thời thần. Nếu như ngày mai ngươi mới cân nhắc xong, một khi xuất hiện sai lầm, kế tiếp. Cao phó điện chủ thiện ý nhắc nhở Giang Trần. Giang Trần cười cười, không sao, một khi không trả lời được, những thánh linh thạch mà ta kiếm được, cũng có thể bồi thường được. Lời nói tới nước này, Cao phó điện chủ tự nhiên không tiện nói thêm gì nữa. Hắn cười nói, vậy bản phó điện chủ chúc mừng thiệu lôi chủ trước vậy. Đúng rồi, con số của ba vấn đề của ngươi là gì? Ta muốn ghi chép một chút, để tiện nói chuyện với chủ nhân nó. Không thành vấn đề. Chuyện này Giang Trần lại không có phản đối. Trở lại tổng lôi đài của mình, Giang Trần vô cùng nhẹ nhõm. Hình ý đan thượng cổ thiếu hai loại tài liệu, hắn đã sớm suy đoán ra. Về phần trận đồ không hoàn chỉnh của thiên thiền cổ viện kia, Giang Trần đã thấy trận đồ, tự nhiên có quy hoạch rõ ràng. Đối với hắn mà nói, cũng không tồn tại bất luận độ khó gì. Chương 1777, quyết định của Giang Trần 2, tê định của Giang Trần. Hai vấn đề này tuy rằng không thể nói là củ cải trắng đối với hắn, thế nhưng cũng không sai biệt lắm là bao. Ngược lại vấn đề giao cho Lâm Yến Vũ kia, Giang Trần không có ý định nhúng tay vào. Nhiều lắm tới lúc quan trọng hắn sẽ chỉ điểm cho Lâm Yến Vũ một chút mà thôi. Đây chính là một cơ hội khảo nghiệm Lâm Yến Vũ, cũng là cơ hội Lâm Yến Vũ trưởng thành rất tốt. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, sau ba thời thần, thời gian của những tổng lôi chủ còn lại cũng đã hết. Đại đa số người vẫn đem những quyển trục kia giao lại. Tổng cộng có 24 vấn đề trí tôn được công bố, đến cuối cùng chính thức được nhận cũng chỉ có 8 mà thôi. Mà 8 cái này, một mình Giang Trần nhận lấy 3. Tin tức Giang Trần nhận 3 vấn đề thoáng cái truyền khắp ngõ ngách của Thưởng Kim Lôi Đài. Chuyện này khiến cho Giang Trần thoáng cái trở thành tiêu điểm của Thưởng Kim Lôi Đài. Bất kể là tổng lôi chủ khác hay là những phân lôi chủ khác, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ đánh giá Giang Trần chuyện này cũng mang tới chỗ tốt cực lớn cho Giang Trần. Những người treo giải thưởng kia, sau khi nghe nói chuyện này đều nhao nhao vọt tới lôi đài của Giang Trần. Chuyện này khiến cho sinh ý bên phía Giang Trần thoáng cái bắt đầu nóng bỏng. Trừ vấn đề trí tôn ra, những nhiệm vụ khác vẫn giống như trước đó. Chỉ là bất quá cấp bậc phải ngoài lục cấp mà thôi. Cảnh tượng nóng bỏng này, khiến cho những phân lôi chủ thuộc hai tổng lôi đài của Giang Trần mặt mày hớn hở. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là cơ hội của bọn họ tới rồi cơ hội phát tài ngay trước mắt. Ba tiền bối thì còn tốt, những tổng lôi chủ khác, ánh mắt vô cùng ai oán. Bọn họ, cơ hồ đều trả những quyển trục chứa vấn đề trí tôn kia lại. Vấn đề trí tôn quả nhiên không dễ tiếp nhận như vậy. Nhưng mà những vấn đề thu về, những tổng lôi chủ khác cũng có thể một lần nữa nhận lấy. Như vậy lại tiện nghi cho ba đại tiền bối. Vấn đề mà những tổng lôi chủ khác buông tha, có vài cái bị ba đại tiền bối tiếp nhận. Ngược lại, Giang Trần không có đi đoạt danh tiếp đem những cơ hội này giao cho ba đại tiền bối. Giang Trần biết rõ, hắn nhận ba vấn đề trí tôn này đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nếu như lại tiếp tục, thực sự sẽ bị vô số ánh mắt ghen ghét dình chết. Cho nên hắn cũng không tiếp tục đi gây náo nhiệt nữa. Nhưng mà rất nhanh có tin tức truyền ra, vấn đề hình ý đan mà Giang Trần nhận lấy là vấn đề cao cấp nhất của thưởng kim, lôi đài lần này, là vấn đề có giải thưởng cao nhất, kim ngạch treo thưởng đạt tới mức độ 5 ức vạn thánh linh thạch. Mà vấn đề bài danh thứ hai ở chỗ vô song đại đế, Giải thưởng cũng đạt tới con số kinh người bốn ức Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông Đại sư đều nhận lấy một vấn đề có giá trị ba ức vạn thánh linh thạch Số vấn đề mà Thanh Phượng Đan Vương nhận là mức tối đa Chọn vẹn bốn vấn đề Tính cả hai cái vấn đề mà hắn được phân phối trước đó Cộng thêm hai vấn đề mà sau đó người khác nhượng lại Vô song đại đế ba, Vương Học Thông đại sư cũng ba Giang trần ba Thanh Phượng Đan Vương bốn Tổng cộng không ngờ lại có 13 ba vấn đề trí tôn được nhận lần này tỷ lệ nhận vấn đề trí tôn không ngờ lại cao như vậy khiến cho tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc ồ lên hiển nhiên so với trước đó tỷ lệ nhận vấn đề trí tôn của thưởng kim lôi đài lần này cao tới dọa người đã vượt qua năm thành tỷ lệ tiếp nhận có ba đại tiền bối ra tay quả nhiên không giống bình thường không hồ là thưởng kim lôi đài mấy trăm năm mới có một lần a à, thanh phượng đan vương đây chính là vị chuẩn đan đế có thể bài danh trước 36 trong danh nhân đường ngàn năm lão nhân ra người một mình nhận lấy bốn vấn đề a à vô song đại đế cũng nhận ba vấn đề võ đạo độ khó không lớn bình thường nha có thể nhận được vô song đại đế chỉ điểm tốn một chút tiền quả thực cũng đáng cái gì thiệu lôi chủ kia thực sự là hắc mã a ai nghĩ tới hắn một lôi chủ trẻ tuổi như vậy mà cũng nhận lấy ba vấn đề trí tôn hơn nữa vấn đề cao cấp nhất còn trên tay hắn năm ức vạn a à. trời ơi ngẫm lại cũng có chút hâm mộ ghen ghét chật chật năm ức vạn nếu như cho lão tử mà nói, lão tử có thể một hơi đột phá tới hoàng cảnh. thưởng kim lôi đài quả thực là cơ hội phát tài tốt. đúng vậy, thưởng kim lôi đài lần sau, vô luận thế nào cũng phải đi tranh đấu một phen. nói dễ nghe nhỉ? các ngươi cho rằng thưởng kim lôi đài là nơi đoạt tiền à? không có thực học, đừng nói là phát tài, ngay cả vị trí tổng lôi chủ cũng không lấy được a. À, nói cũng đúng. thiệu lôi chủ nhìn như trẻ tuổi, thế nhưng cũng là từ thiên quân vạn mã xông ra, một người chiếm hai vị trí tổng lôi chủ điều này nói rõ một vấn đề dù sao ta cũng rất bội phục hắn tuổi trẻ tài cao không biết thiệu lôi chủ có đạo lữ hay không Muội tử nhà ta tuổi trẻ mỹ mạo thiên tư rất là không kém nha thôi đi người muốn làm đại cữu tử của thiệu lôi chủ sao người ta chưa chắc đã can tâm tình nguyện a à? người phía dưới người một lời ta một lời nghị luận không ngừng vô cùng náo nhiệt vấn đề trí tôn được công bố quả nhiên khiến cho bầu không khí của thưởng kim lôi đài đạt tới đỉnh phong mà tỷ lệ nhận vấn đề trí tôn lần này cũng phá vỡ ghi chép mấy trăm năm gần đây, cũng khiến cho mọi người càng thêm chờ mong. Tổng lôi chủ của thưởng kim lôi đài lần này, có tiền bối cao nhân đức cao vọng trọng, có người trẻ tuổi tuổi trẻ tài cao, càng khiến cho thưởng kim lôi đài vô cùng hấp dẫn. Loại không khí này cũng khiến cho cao tầng tịnh phần điện thấy vậy, trong lòng kinh hỉ không thôi. Sở dĩ Giang Trần không muốn để cho cao phó điện chủ gọi những người treo thưởng tới đây là, bởi vì hắn còn không xác định Lâm Yến Vũ, có thể giải đáp được vấn đề trị giá 800 ngàn vạn thánh linh thạch kia hay không. Hắn lo lắng nếu như kêu người tới, sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của Lâm Yến Vũ. Cho nên hắn mới thông báo cho Cao Phó, điện chủ thông chi cho những người kia ngày mai mới tới. Thời gian một ngày dành cho Lâm Yến Vũ, là điểm mấu chốt mà Giang Trần dành cho Lâm Yến Vũ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bên Giang Trần bởi vì có vấn đề cao cấp nhất, cho nên nhân khí thoáng cái trở nên cực cao, hai tổng lôi đài của hắn cũng náo nhiệt không thôi. Giang Trần vẫn như cũ, đem cơ hội nhường cho những phân lôi chủ bên dưới, phân lôi chủ không làm được hắn mới tiếp nhận. Dù vậy ngày hôm nay, tiền mà Giang Trần thu được vô cùng khả quan. Lâm Yến Vũ không để cho Giang Trần thất vọng, khi thời gian một ngày gần hết, Lâm Yến Vũ rốt cuộc cũng hiểu ra, tuy rằng phương diện chi tiết, tỉ mỉ còn không có đặc biệt hoàn thiện. Thế nhưng mà Giang Trần cũng nhìn ra được, Lâm Yến Vũ quả thực đã tiếp cận được với vấn đề này. Chương 1778, co kè mặc cả hình ý đan, một kè mặc cả hình ý đan. Một yến vũ, biểu hiện không tệ. Nếu như vấn đề này con có thể do độc lập hoàn thành mà nói, khoản tiền thưởng này cho con toàn bộ. Ta cũng không cần một nửa kia. Giang Trần truyền âm khích lệ. Vốn, vấn đề mà phân lôi chủ hoàn thành phải phân một nửa cho tổng lôi chủ. Giang Trần vì cổ vũ lâm yến vũ cho nên chủ động không lấy một nửa kia. Ngày hôm sau, trước hết Giang Trần để cho cao phó, điện chủ mời người treo thưởng của vấn đề lâm yến vũ tới. Vấn đề 800 vạn thánh linh thạch, trong vấn đề trí tôn xem như cấp bậc tương đối thấp nhưng mà dù vậy người treo giải thưởng kia vẫn hết sức kích động cảm tạ lâm yến vũ không ngừng ngay tại chỗ trao số linh thạch kia cho lâm yến vũ đây cũng là vấn đề trí tôn đầu tiên mà thưởng kim lôi đài lần này hoàn thành cao phó điện chủ thấy vấn đề thứ nhất bên giang trần hoàn thành lo lắng trước đó cũng buông xuống sau đó giang trần lại để cho cao phó điện chủ gọi người hạ vũ thiên kiếm tông kia mời tới hình ý đan thượng cổ kia là giải thưởng mà hạ vũ thiên kiếm tông treo giải thưởng đã 800 năm không ai có thể hoàn thành. Nói trắng ra đây là nan đề thiên cổ của Tịnh Phần Điện. Cao phó điện chủ vốn cũng không có bao nhiêu kỳ vọng, thấy Giang Trần tiếp nhận vấn đề, lúc đó hắn cũng bán tín bán nghi. Hiện tại thấy Giang Trần nói như vậy, hắn mới ý thức được, có khả năng vấn đề không có khả năng cởi bỏ 800 năm nay, rốt cuộc cũng xuất hiện cơ hội chuyển mình. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông đối với nhiệm vụ này hiển nhiên vô cùng để bụng. Vì thế Hạ Vũ Kiếm Tông còn phái người chuyên môn ở lại đan hỏa thành, chỉ cần mỗi lần tổ chức thưởng kim lôi đài, người hạ vũ thiên kiếm tông đều sẽ tham dự. Cho dù là cách 800 năm, đội ngũ chú đóng tại Đan Hòa Thành đã thay đổi từng đám một, thế nhưng đối với vấn đề này hạ vũ thiên kiếm tông Thủy Trung vẫn nhớ mãi không quên. Bởi vậy có thể thấy được, hạ vũ thiên kiếm tông này đối với vấn đề này coi trọng tới cỡ nào. Cho nên nghe thấy cao phó điện chủ gọi bọn họ vào, đại biểu của hạ vũ thiên kiếm tông quả thực không còn tin vào lỗ tai của mình nữa. Cao phó điện chủ, ngài có nhầm không đó? Đó thực sự là vấn đề của hạ vũ thiên kiếm tông chúng ta đó chứ, lỗ trưởng lão vấn đề của hạ vũ thiên kiếm tông các ngươi tuyệt đối có thể bài danh top người trong tịnh phần điện luận khoảng cách thời gian thậm chí có thể bài danh top ba người nói ta có thể nhớ nhầm hay không cao phó điện chủ cười khổ nói người được gọi là lỗ trưởng lão kia là một lão giả người này cũng xấu hổ vốt mũi mình vẻ mặt lập tức kinh hỉ nói cao phó điện chủ nói như vậy thực sự có người có thể hoàn thành vấn đề này của chúng ta là ai là thanh phượng đan vương sao đối mặt với sự hiếu kỳ của lỗ trưởng lão cao phó điện chủ cũng không có nói trước đi vào chẳng phải ngươi sẽ biết sao đúng rồi số linh thạch mà các ngươi chuẩn bị có chuẩn bị đầy đủ hay không lỗ trưởng lão vội vàng nói đây là đương nhiên chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng tông chủ chúng ta đối với vấn đề này cực kỳ coi trọng hàng năm đều dặn dò ta ta có thể không mang theo số linh thạch này hay sao cao phó điện chủ cũng không có trêu hắn mà chỉ nói đi theo ta Tâm thần Lỗ trưởng lão bất định, có kinh hỉ, lại có chút lo được lo mất. Dù sao vấn đề này đối với Thiên Kiếm Tông bọn họ mà nói, thực sự quá quan trọng. Thậm chí tông chủ Thiên Kiếm Tông bọn họ lại tăng thêm một đám linh thạch, chuẩn bị nâng phần thưởng của vấn đề này lên mức 8 ức vạn thánh linh thạch. Cảm ơn trời đất, trước khi thêm vào lại có người tiếp nhận vấn đề này, chẳng lẽ có thể tiết kiệm được 3 ức vạn thánh linh thạch này hay sao? Lỗ trưởng lão kích động nghĩ. Rất nhanh cao phó điện chủ đã mang Lỗ trưởng lão tới tổng lôi đài của Giang Trần vẻ mặt lỗ trưởng lão kinh ngạc nói cao phó điện chủ đây là còn cái gì nữa lên đi cao phó điện chủ thấy bộ dáng của lỗ trưởng lão như vậy cũng tức giận nói lên sao lỗ trưởng lão chấn động chuyện này còn trẻ như vậy sao thiệu lôi chủ người đã tới căn cứ theo quy củ tịnh phần điện chúng ta chỉ phụ trách gọi người tới giao dịch của bản thân vấn đề này các ngươi cứ nói chuyện với nhau tịnh phần điện chúng ta không quan tâm cao phó điện chủ nói xong khoát tay rồi rời khỏi. Ở phương diện này tịnh phần điện làm rất tốt. Vấn đề treo giải thưởng bình thường đều liên quan tới cơ mật độc nhất vô nhị, tự nhiên không muốn cho người ta biết rõ. Nhất là loại đồ vật như đan phương này, càng vô cùng cơ mật. Tịnh phần điện tự nhiên không tiện tham dự. Lỗ trưởng lão cười vô cùng ngây ngô, xoa xoa đôi bàn tay trắng mập, cười nói, giới thiệu một chút, tệ nhân họ lỗ, là trưởng lão của hạ vũ thiên kiếm tông. Thiệu lôi chủ có thể gọi ta là lỗ trưởng lão, cũng có thể gọi ta là lão lỗ, Thiệu Uyên, Giang Trần chỉ nói hai chữ đơn giản, "Ta biết rõ, biết rõ." 12 tổng lôi chủ của Thưởng Kim Lôi Đài lần này ta đều nghiên cứu qua, duy chỉ có đối với Thiệu Lôi chủ là không phải quá quen thuộc, không thể tưởng tượng được, tài không đợi tuổi, Thiệu Lôi chủ lại nhận vấn đề của Thiên Kiếm Tông chúng ta, khiến cho người ta ngoài ý muốn a, à, có thể nhìn ra được, lỗ trưởng lão này thực sự là gia hỏa biết cách ăn nói." Giang Trần gật gật đầu nói, "Cái đan phương này ta có thể tu bổ toàn bộ." hắc hắc, ta có thể nhìn trước rồi mới tính hay không? Lỗ trưởng lão cười hắc hắc. Lỗ trưởng lão, tất cả đều không phải là người ngu. Đan phương trong đầu ta, tự nhiên không có khả năng viết ra. Treo thưởng là treo thưởng, một khi nhìn thấy thưởng thì mới có thể giao hàng. Giang Trần cũng không muốn bị thiệt. Lỗ trưởng lão cười nói, đúng, đúng. Giải thưởng đương nhiên là có. Năm ức vạn thánh linh thạch, ta luôn mang theo bên người. Nhưng mà, đan phương này, đan phương ta sẽ bổ sung toàn bộ, các ngươi có thể cầm lấy đi nghiệm chứng. Nếu như nghiệm chứng thấy sai, ta sẽ chịu trách nhiệm. Lỗ trưởng lão cười khổ nói. Vấn đề là, nếu như lúc đó có vấn đề làm sao chúng ta tìm được ngươi? Xin thứ cho ta nói thẳng, giải thưởng năm ức vạn thánh linh thạch này bản thân lão lỗ ta, cũng không dám coi thường A, đây dường như là chuyện tịnh phần điện nên quan. Tâm A, nếu như ta dở trò quỷ ở phương diện này, tự nhiên có người tịnh phần điện tìm ta gây phiền phức. Lỗ trưởng lão trần chờ, không phải là hắn không tin mà là có chút lo lắng. Vạn nhất gặp phải lừa đảo thì sao? Năm ức vạn thánh linh thạch trả khác gì nước đổ lá khoai, chịu thiệt thòi lớn. Trở về hắn căn bản không có cách nào ăn nói được, với tông chủ thiên kiếm tông hắn A, có thể nghiệm chứng tại chỗ hay không? Lỗ trưởng lão không nhịn được mà hỏi. Vấn đề này chỉ yêu cầu tu bổ đan p hương, cũng không có hạng mục nghiệm chứng này. Nếu như lỗ trưởng lão muốn đổi ý mà nói, vậy thì hãy tới nói với cao phó điện chủ đi.